Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQ2. Và dạo gần đây tựa game gì đã ra mắt và các bạn yêu cầu tụi mình chơi rất nhiều nhỉ ông nhỉ? Đó chính là game áo cưới giấy phần 5. Đúng rồi, rất là hot. Và hôm nay mình cũng sẽ chơi luôn theo yêu cầu các bạn. Nên là các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Chắc chắn mình sẽ lại phá đảo tiếp game này thôi. Đúng rồi, còn bây giờ vào luôn thử thách trí tuệ, sự thông minh cùng BQ Thành và ông. Dạ. Vâng, đây là màn hình chờ của game. Rồi, và nghe nói là bọn mình sẽ đi đến một cái sân khấu kịch, nên mình đã chuẩn bị ở đây, đó là bỏng ngô các bạn ạ. Sân khấu kịch nhưng mà nhìn đây ở giữa rừng hả? Ui mà là sân khấu kịch cũ kỹ ngày xưa. Vì ghế này là ghế băng dài chứ không có tựa. Đúng rồi, trong này chắc chắn là không phải người, là ma đó các bạn. Rồi bây giờ vào game luôn nhá. Trên đời không có người nào là người hoàn hảo. Chỉ có người dũng cảm vì yêu mới có thể thoát khỏi trói buộc, thoát kén hóa thân thành bướm. Vạch 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 vạch. Ui giời ơi. À nó là poster các bạn. Đoạn này là thứ quái quỷ gì vậy? Nửa nạc nửa mỡ. Có hiểu phong cách Trung Quốc là sao không? Lương Trúc lại là kiểu chuyện truyền kỳ cũ giúp không sáng tạo hơn được sao? Cho các bạn chưa biết thì Lương Trúc tức là viết tắt của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài nha. À, nghĩa là câu chuyện tình yêu. Mối tình buồn lắm, ra riêng. Cảm lạnh lắm các bạn. Cảm động, cảm động. Đọc này, thời gian không sai rồi. Thời gian ghi trên hình áp phích là 1 tháng sau cơ mà. Qua quýt, nhà hát này vô cùng qua quýt. Khi cậu chọn nhà hát này cũng không để tâm gì sao? À, vậy là có một vài người đến xem kịch. Đúng rồi, và đây là chính là cái chị vừa nói này. Đây không phải Tuần Nguyên Phong. Ừ, mình mời Tiểu Thúy đến xem kịch. Ai ơi, Trung Thủy Huyên tại sao? Trung Tử Huyên. À, Trung Tử Huyên tại sao cậu lại ở đây? Vậy là Tuần Nguyên Phong mời Tiểu Thúy xem kịch. Tiểu Thúy lại có bạn thân là Trung Tử Huyên. Nên là Tiểu Thúy rủ bạn thân đi chung. Ui giời. Phong muốn rủ bạn kia đi vì thích, tự nhiên bạn này đi đúng ké rồi. Vào mất hết cả tự nhiên. Để làm cái bóng đèn. Rồi, một cái nhà hát. Cô ấy vào trước rồi. Lại còn Tiểu Thúy không nhớ nổi tên mình đã đành. Tới tên cô ấy cũng không đúng. Theo đuổi người ta vậy mà người ta bắt chuyện với cậu mới lạ. À vậy là không phải cái bạn kia tên là Tiểu Thúy mà tên là khác nha. Khiếp, bạn này đỏng đảnh thôi đấy các bạn ạ. Lại còn che mình cản trở. Nếu không có mình á, cô ấy đâu rồi đi một mình đến cuộc hẹn này. Đưa vé cho mình vào trước. Không quan tâm. Con này cô này đi xem kịch cô không quan tâm. Rồi đưa vé cho cô ấy thôi. Vậy mình vào kiểu gì? Hay là mình mua thêm một vé nữa? Nếu lúc này mua không được vé thì mình phải làm sao? Làm sao biết làm sao bây giờ? Thì là cho hai cô này đi xem kịch với nhau. Rồi đưa tiền để cô ấy tự đi mua đi được không? Nếu như không mua được cô ấy giận không? Cô Tiểu Trung này hình như rất là khó tính. Không vào được có khi nào đứng chửi mình ở ngoài cửa không? Khéo chửi thật đấy, nhìn này. Tất cả những cái dòng này chỉ là suy nghĩ của Tuần Nguyên Phong thôi. Chứ Tuần Nguyên Phong không dám nói các bạn ạ. Trần Trung Tử Huyên lườm Tuần Nguyên Phong đang im lặng. Giật vẽ đùa đó. Rồi không đưa bạn giật luôn rồi. Rồi ok, thế là bạn đi vào trong. Cô gái rất cá tính các bạn. Thời buổi này rồi vẫn còn người cứ cầm con gái mà lại mời đi xem kịch. Bây giờ người ta phải đi xem phim. Xem phim chiếu rạp. Nhưng mà đây anh này là mời đi xem kịch. Nó rất là cổ lỗ sĩ. Có sao đâu, xem kịch hay mà. Rồi bạn đi vào trong rồi. Rồi sao không nên xem kịch sao? Xem kịch có gì sai nhỉ? Tất cả chỉ là nghĩ thôi các bạn. Chỉ suy nghĩ thôi. Mình phải đi mua thử thêm vé thôi. Bây giờ là không có vé để vào rồi. Đây là vài cái hướng dẫn chơi để nút để xem gợi ý các bạn ạ. Đấy đúng rồi. Bây giờ mình sẽ phải tới chỗ bán vé để mua vé. Có ai bán vé không? Đây là lần đầu tiên mình tự mua vé. Nói thế nào đây? Bạn ơi bán cho cái vé. Thế thôi mà không nói được. Tôi muốn mua một vé Lương Trúc. Cho hỏi bao nhiêu tiền vậy? Sao không ai nói gì cả nhỉ? Mình có nên tiếp tục hỏi không? Nhưng mình đã hỏi rồi. Còn nói gì nữa đây? Ôi, gặp người lạ mình không biết phải làm sao. Người sống hướng nội. Hướng nội, hướng nội. Siêu nội luôn các bạn. Rồi thì cứ thò tay vào. Đấy, họ thò tay ra rồi. Thò tay ra nhưng không được. Cho tay vào rồi một cái cảm giác như có một cái bàn tay nhưng không phải bàn tay người giống như bàn tay bằng gỗ. Đúng rồi. Hình như mình nhìn thấy tay của rối gỗ. Cũng là một phần của biểu diễn sao? Hơn nữa mình chưa trả tiền sao họ lại đưa vé cho mình? Được vé free thì lấy luôn đi vì nói nhiều. Free lấy luôn. Ờ. Vở kịch kinh điển Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Kinh chưa? Rồi. Địa điểm ở đây, các thông tin ở trên này đó các bạn ạ. Thôi bây giờ là mình phải ra ngoài đi ngồi thôi. Vé vào cửa ấy. Ok, không cần phải xem gợi ý. Mang ra bỏ vé vào chỗ kia rồi đi thôi. Tuần Nguyên Phong rút ra 400 đồng đẩy vào. Chìm vào trong bóng tối bên trong cửa sổ. Bóng người bên trong vẫn không cử động.
cũng không rõ anh ta đã nhận tiền hay là chưa. Đấy là cái bóng đen này này, không cử động gì luôn. Mà đấy. Rồi. Đi ơi. Anh này vẫn hướng nội, vẫn chỉ nghĩ thầm trong đầu thôi. Ờ, tại sao vẫn chưa trả lại tiền, mình có nên hỏi không? Đúng rồi. Lẽ nào mặt không trả tiền cho các bạn thừa biết rồi. Là cái vé này là chỉ có 380 nhân dân tệ, thì anh ấy đã đưa 400 nhân dân tệ nên là sẽ phải thối lại 20 nhân dân tệ, nhưng mà không thấy có thối lại gì luôn. Anh này rất là thắc mắc đấy, tại sao không trả tiền thừa? Thế mà không hỏi. Thôi bỏ đi. Không trả lại thì thôi, cũng sắp tới giờ bắt đầu rồi, mình đi thôi. Không bạn kia bạn dỗi bạn bỏ về thì thôi xong, hết tán gái luôn. Rồi đi vào trong thôi. Nói cũng lạ thật, tại sao không nhìn thấy người xem khác? Tới nhân viên cũng không có, do mình tới muộn hay mọi người vào hết rồi? Không biết. Không biết, bỏ vé vào đây đi vào. Đúng rồi. Hay quá. Chuẩn bị xong kịch các bạn ạ. Ăn bỏng ngô em. Bỏng ngô à, ngô à. Ai xài. Ông mua sẵn bỏng ngô thì quá tuyệt vời. Đúng rồi. Đấy, hai bạn này đến vào rồi. Họ đợi mình lâu lắm rồi. Ừ. Đều tại mình. Lỡ mất bao nhiêu thời gian rồi. Đây này, vậy là hẹn bạn nữ áo tóc dài này, không? Ờ. Tự nhiên ảo ma camera này. Đau. Có vài bóng người chứng tỏ cũng có người đến xem. Ừ. Tiểu Thúy, không đúng. Đã biết tên thật của cô ấy rồi mà mình vẫn gọi sai, là không lịch sự. Mặc dù vẫn quen nghĩ rằng cô ấy là Tiểu Thúy, nhưng khi gọi người ta thì đừng nên gọi sai. Đúng. Tiểu Đào. Ủa, tình yêu. Ủa, xinh thế. Bảo sao yêu đúng rồi. Không yêu bạn này rồi. Áo cưới giấy 2. À không, lần đây là 5. Nhưng mà có thể nó sẽ liên quan đến áo cưới giấy 2 đấy. Ờ, kịch kiếp sau. Ok, đang xem kịch. Tiểu Thúy xem rất là chăm chú. Mình còn sợ cô ấy ghét xem kịch cũng may. Tiểu Trung hình như sắp ngủ rồi. Vừa rồi còn lào bào không hay. Tại sao cô ấy còn tới? Cho Tiểu Đào, Tiểu Thúy gọi tới đấy. Phân cảnh cuối cùng mất điện cái gì. Phân cảnh cuối cùng của Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài là Trúc Anh Đài chết bên cạnh mộ của Lương Sơn Bá. Biến thành đôi bươm bướm. Anh biết chưa? Đúng rồi. Sắp tới cảnh hóa thành bươm bướm. Mình phải xem Lương Trúc rất nhiều lần rồi. Nhưng lần nào tới đây cũng cảm động. Không biết Tiểu Thúy có thích không. Rồi cảm động, bắt đầu động. Khóc rồi. Khóc tương tư. À đây là ai? Trong lương trúc không có nhân vật như thế này. Tình bướm hoa người người ca ngợi. Không phải như thế này. Ngợi. Em hát chả đúng gì cả. Em hát đúng hả? Đây, anh hát là đúng à? Thế. À, câu tiếp này các bạn này. Ôi, tôi hết cơ hội rồi, có hai câu đấy các bạn. Ui, nó không nát con bướm lên rồi. Chứ không phải biến thành bướm. Khổ quá. Khổ. Mắt này đáng sợ luôn nhé. Nó là mà đi, còn gì. Đốt luôn, đốt hoa rồi. Thế này là sao? Mình có nói biểu diễn hí khúc ở một nơi có phun lửa, nhưng chưa từng nghe nói là đốt lửa trên sân khấu. Không ổn rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đi thôi. Tiểu Trung ấy đâu rồi? Mình không để ý cô ấy rồi, đi lúc nào. À, người xem sao biến mất hết rồi. Mình nhớ có rất nhiều người cơ mà. Không rồi, vấn điểm rồi. Rồi xong. Trong lúc mình vào nhà vệ sinh mọi người đã giải tán hết rồi à? Sao còn tắt cả đèn vậy? Nhà hát này không kiếm được tiền nên phải tiết kiệm tới vậy hay sao? Cô này kiểu rất sang chảnh, kinh khỉnh ấy. Trung Tử Huyên nhìn thấy lửa trên sân khấu tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hình như đang nghĩ xem đây lại là trò quỷ quái gì các bạn ạ. Hay người ta chọn mình nhỉ? Đi mau, rời khỏi đây thôi. Đúng rồi, rời khỏi đây là tính, đúng rồi. Ba người lần lượt thử các cửa ra nhưng đều không mở được. Cửa này sao lại bị buộc xích vậy? Cửa bên này cũng không mở được. Cửa này sao cũng khóa rồi. Vừa rồi mình còn đi qua đây mà. Nghĩ cách dập lửa cho đã. Nếu lửa cháy lớn thì phiền phức đấy. Đúng rồi, quá phiền phức luôn. Em nhìn thấy hộp ký bình cứu hỏa kia rồi, bên đúng này. Rồi, mau chương lên đây lấy bình cứu hỏa. Ác mộng cũ. À, thế với chương đầu tiên rồi các bạn, rồi. Ác mộng rồi. Cứu hỏa, bình cứu hỏa. Từ lên sân khấu xem chuyện gì xảy ra, lửa cháy ở đây. Cần nghĩ cách dập lửa. À đúng rồi, ở đây có con bướm bướm. Ui, phải dập lửa. Dập lửa đi. Thế vào bình cứu hỏa. Sao lại bình cứu hỏa lại khóa? Nếu đấy. Mà dập lửa mà khóa thì biết làm sao. Lại còn khóa bằng mật mã nữa. Mật mã bây giờ mình cần phải giữ kiện của những cái hình này để có mật mã. Em nhìn thấy nó ở trên ghế đó. À đây này. Đây đúng không?
một. Trên ghế ngồi của chúng ta vừa rồi có vài hình ảnh đúng không? Mình đoán đây là manh mối để dùng được. Máu chú ý các thứ xung quanh. Chụp. Ok chưa? Manh mối gì? Dùng ở đâu? Giọng điệu của Tiểu Thúy giống như mình biết vậy. Mình mà hỏi thì có tỏ ra rất là ngốc nghếch không ta? Đúng rồi, vừa nãy mình bảo bên thành cách là bởi vì mình thấy nó bị che mất cái rồi chụp. Rồi, 1 3 này, bây giờ xem thứ tự của con đấy. Hình cái con này nó là số 7 nha các bạn. Số 7 à? Con mặt con mắt đỏ này số 7 này. Con mắt hồng này là số 1. Số 1. Con mặt nạ xanh là màu nào là 5. Số 5. Con ông già là số 3. Ok, dễ ợt. Vậy rồi, đem dập lửa, dập lửa bình cứu hỏa. Rồi. Rồi. Không cần xem gợi ý. Không cần phải xem gợi ý, bình cứu hỏa. Không cần phải gợi ý luôn, bình cứu hỏa chắc chắn là để cứu hỏa rồi. Rồi, xịt vào đây. Xịt vào đúng rồi. Tắt lửa luôn. Tắt lửa. Ồ trong đống lửa có gì? Sau khi dập lửa, Đàm Mộng Yên nói sơ qua sự việc xảy ra với Trung Tử Huyên. Mình nghi ngờ giống như cái việc mình gặp năm ngoái, lại là kiểu tình huống rất là quái dị. Đùa gì vậy? Nếu như không phải các cậu hợp tác trêu mình thì là chúng ta không cẩn thận đi nhầm vào hiện trường quay phim kinh dị rồi. Sao có thể là sắp xếp để trêu đùa được cậu được chứ? Mình vốn dĩ không muốn mời cô đấy đâu. Nhưng mà nếu như mà nói vậy thì chắc chắn là sẽ bị ăn đòn đấy. Anh này nó chung chỉ suy nghĩ trong đầu, nghĩ rất thôi. Nhiều. Thôi đừng chọc. Overthinking. Đừng chọc vào cái cô đấy khó tính lắm. Điện thoại mất tín hiệu rồi. Vừa rồi xem kịch vẫn còn tín hiệu mà. Không thể gọi điện cầu cứu được, chúng ta phải tìm xem có đường nào khác để ra hay không. Không có tín hiệu thật. Hôm nay mình vẫn chưa nhận được tiền thưởng điểm danh game. Bây giờ điện thoại biến thành cục gạch rồi. Đợi mình biết được ai giở trò này, mình sẽ đạp cho hắn pha luôn. Ôi giời ơi, suốt ngày cày game. Nghiện game à? Nghiện game. Ông này lại nghĩ, tình hình này nên nói gì để tỏ ra dũng cảm một chút nhỉ? Yên tâm đi Tiểu Thúy, có mình đây. Hay là có nên nói vậy không nhỉ? Có nói vậy có ổn không nhỉ? Thôi đừng nói gì cả, đừng nói gì hết. Rồi, điện thoại vẫn có tác dụng nha. Nếu đúng như là tình trạng đó thì có thể dùng điện thoại để chụp những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy. Hả? Tiểu Tuấn, cậu bị sao vậy? Mình không sao, mình đi phía trước. Ừ, rồi, xem trên sân khấu có cái gì. Ui, một cánh bướm, ui, nãy cánh. Việc này là sao? Không khoa học, có lẽ là hiệu ứng gì đó. Mà sao cậu không có gì là kinh ngạc vậy? Mình gặp miết rồi. Cô này là kiểu như là tâm linh, là chuyện tâm linh đã quen, không có cái gì bất ngờ hết. Tiểu Thúy hiểu biết rộng. Người có học đều biết nhiều. Đúng so rồi. Với cô ấy thì mình thực sự không hiểu gì cả. Đấy quá gọi là tác dụng của việc học. Rồi mình xong. Nhặt được con bướm hay sao ấy? Một con bướm thật vừa bị cháy xong biến thành một cái con bướm gì đây? Bướm ngọc. Bướm làm bằng ngọc. Rõ ràng là lúc mới nhìn thấy là bướm thật, đúng là ảo thật đấy. Mình có phải nhìn thấy cây giống như cây dù ở cái ô á. Có một cây dù giấy. Dù giấy. Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi. Ở trên đây thấy mấy con bướm. Phải đi giải đố xuống. Nhưng mà chưa có cái dữ kiện gì các bạn. Xem nào. Gì đây? Lương Sơn Bá chi mộ. Mộ của Lương Sơn Bá. Em biết ngay. Ở đây có một cái hài, trong chậu lửa đốt tiền có một chiếc giày. Hình con bướm. Hình con bướm đúng rồi. Ui bên cạnh thông minh ghê luôn. Ui. Cái gì? Hình như đổi chữ rồi đúng không? Đổi chữ rồi. Lương Thiếu Bình. Lương Thiếu Bình không phải là Lương Sơn Bá mà Lương Thiếu Bình. Đây là tên kiếp trước của mình. Quả nhiên là có liên quan đến cậu. Là cậu mời chúng mình, cậu đây chính là trò đùa cậu. Cậu đúng là một tên đùa dai. Thật sự không phải, vé của mình là trúng thưởng nhận được. Trước đây chưa từng tới nhà hát này. Mặc dù không biết sao lại trúng thưởng, mình cũng chưa từng tham gia quay thưởng. Ồ, không quay thưởng mà lại trúng thưởng. Bị lừa lừa. Có ai đó dụ cái anh này đến. Đáng ngờ như vậy mà cậu cũng dám mời bọn mình đi. Báo. Thôi đừng tranh cãi với nhau nữa. Mình cách thoát ra khỏi đây. Những hình ảnh này hình như mình vừa nhìn thấy. Là mấy cái hình trên bia này đúng không? Chụp. Hình như em nhìn thấy nó ở đâu rồi? Hình như màn hình chưa có điện. Nó ở bên tường. Đây. Cái cây trúc này thì mọc. Cây trúc này nó mọc là nó mọc như thế này. Đây. Bông hoa này cũng mọc như bông cây trúc. Mọc bên này, không mọc bên này. Mọc như bên này. Chưa. Đấy okay. Đúng rồi. Ngọn cái này núi, nó cắm ngược xuống. Ngọn núi cắm xuống đất. Một chiếc hài nữa. Tiểu Tuần mở được cơ quan nhanh vậy sao? Mình vừa chuẩn bị ra tay. Xem ra câu đố cứ nhờ cả vào cậu là được. Mình phụ trách cảnh giác những đồ vật khác. Ok. Cũng may là có Tiểu Thúy, Tiểu Đào nhắc.
Nói cùng là Tiểu Thúy với Tiểu Đào là một người nha các bạn. Thì là cái cô Tiểu Đào tóc dài đó. Mình không hiểu mọi người đang làm gì. Câu đố cơ quan gì? Lẽ nào là nơi này ở trốn còn là mật thất? Các cậu giả vờ không biết hay là đang biểu diễn cho mình xem đấy? Mình không hiểu. Hiệp qua đánh đá đỏng đánh thế nhỉ bạn này. Mình thật sự không biết chuyện gì. Dù gì thì việc xui xẻo cũng đã xảy ra rồi. Tâm trạng thả lỏng chút đi. Lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Đúng rồi. Một chiếc giày. Chiếc giày thì em biết chắc chắn bỏ vào đâu rồi. Ở đây đốt cùng luôn. Có mỗi dữ kiện bỏ chiếc giày vào đây để cho nó có thành một đôi giày thôi. Ừ. Đốt được không? Đốt luôn. Ui dồi, đốt luôn rồi. Gì biết ấy? Ngay. Gì ấy? Rồi sao? Chớp gì ấy? Thay đổi gì không? À! Đúng rồi bạn ơi, trong chuyện Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài là sau khi mà Trúc Anh Đài chết, bên mộ của Lương Sơn Bá là mộ Lương Sơn Bá mở ra xong rồi Trúc Anh Đài đi vào đấy xong rồi biến thành hai bươm bướm. À, mình có vẻ rất là siêu nhân, đây chính là một cái trò công nghệ cao, trốn khỏi mật thất để cũng rất là đầu tư. Đấy, không thấy máy quay ở đâu. Bạn này vẫn biết là quay phim cày thế nhỉ. Kiểu như là mình nhìn vào trải nghiệm bị bà bắt rồi đấy, không biết à. Ừ. Bây giờ chui được vào trong. Nói không chừng thực sự tồn tại sự vật kỳ quái đấy. Mà môn Tiểu Trung chọn chả phải chính là phương hướng này sao? Hãy nghĩ thoáng ra một chút. Có tài liệu luận án rồi đó. À, mình đã bỏ phương hướng đó rồi, đang định chọn lại. Hơn nữa cậu dám chắc luận án viết về vấn đề này sẽ được duyệt à? Mình cũng muốn nói chuyện với Tiểu Thúy nhưng không nói xen vào được. Hoàn toàn không hiểu họ nói cái gì cả. Làm sao mà hiểu được? Sâu trong đường hầm bia mộ này có một cái cánh cửa bí mật. Mình đi vào trước xem sao. Như thế có phải là sẽ dũng cảm và anh hùng hơn một chút hay không? Chắc chắn rồi, đi vào trước đi, dẫn đường. Ôi, kinh quá. Gì đây, phòng trang phục có gì mà kinh. À, ở kia có con dao. Tưởng con gì? Kêu cái gì chứ, đạo cụ có gì đâu mà sợ. Cậu có nhát hơn cả hai nữ sinh chúng mình. Tưởng được khen dũng cảm, bạn ấy bảo mỏng nhát như cái cài. Tiểu Thúy hình như đang nghĩ gì đó, có khi nào đang cười nhạo mình không? Bạn này có vẻ rất là lo lắng hay lo lắng? Hay lo lắng và kiểu rất là overthinking. Overthinking. Một số trang phục đạo cụ bắt đầu kiểm tra từ vật phẩm này. À, có mở được. Không với tới dùng cái ô. Thông minh chưa? Mình thành hack ghê mà. Đây, cái cửa. Trên cái cửa có gì đây? Trên trán của gương mặt vẽ những cái hình giống chòm sao. Chắc là mặt hí khúc tinh tú nào đó. Rồi xong, bây giờ giải cái này kiểu gì? Không có bí kíp võ công gì giải cái này. Chưa có manh mối rồi. Tay không thể vẽ đường nét được. Chắc phải kiếm bút à? Mũ không mở được. Kia như cái bàn thờ ấy nhỉ? Đây, có một cái như cái bàn thờ. Trong điện thờ trống trơn. Thế là phải tìm ba vật phẩm để vào ba cái đĩa này à? Tổ này không mở được. Trên bàn. Trên bàn có một cái gương. Mình cũng không sợ. Cậu phản ứng quá chậm chạp. Vấn đề này kết thúc lâu rồi. À, không phải cậu hỏi mình sao? Mình không nói gì cả. Cậu nghĩ người gì vậy? Có điều Đào Nữ Hiệp quả nhiên không biết sợ gì hết. Không giống như ai kia. Ai kia chính là Phong. Không cần khoa trương như vậy. Mình cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Tiểu Thúy hình như có chút thất thần. Mình có nên hỏi không? Nhưng nếu như vậy có việc gì cả. Có phải không phải hỏi không? Không hỏi gì. Không cần hỏi. Không cần hỏi gì. Suốt ngày suy nghĩ hỏi thì hỏi đi. Mệt quá. Đúng rồi ơi. Như thế này bảo sao ế. Ừ. Tán gái thì thế không ổn. Các bạn phải mạnh bạo lên. Trên bàn này có khá nhiều đồ ấy. Ồ, một quyển sách xem. Thảo luận văn hóa hí khúc. Ừ. Thời xưa ngành nghề ca kịch thường có nhiều điều cấm kỵ. Ví dụ bái tế những vị thần ca kịch nào. Đoàn kịch các nơi cũng có điểm khác nhau. Các ngành nghề cũng có nét khác biệt. Thậm chí trải tóc cũng có thần bảo vệ riêng của mình. Lão lang thần và hỷ thần là những vị thần ca kịch thường được bái tế nhất. Lão lang thần là tổ nghề của hí khúc, lai lịch có nhiều ý kiến khác nhau, thông thường cho rằng ngài là Dực Tú Tinh Quân, chủ yếu cai quản ngũ âm lục luật và nhạc phủ hí kịch, vì thế không được tùy tiện vẽ mặt hí khúc, nếu muốn vẽ thì phải một nét vẽ thành tinh tú. Một à, nét. Vậy là một, cái kia nha. Một nét vẽ thành tinh tú. Một nét thôi là phải vẽ được hết. Búp bê hỷ thần là đạo cụ dùng để thay thế em bé ở trên sân khấu. Nhưng dưới sân khấu được gọi là đại sư ca, nhất định phải tôn kính. Ngài có nhiều điều cấm kỵ, nếu không may phạm phải cần cung phục 3 món đồ chơi để xoa dị cơn giận của búp bê hỷ thần. À, ba đồ giống để trên chỗ bàn thờ nhỉ? Có 3 cái chỗ để đúng không? Đúng rồi. Gì đây? Giấy niêm phong. Trên giấy viết 4 chữ Khai La Đại Cát. Xem nốt nào.
Cuối năm âm lịch hàng năm đoàn kịch phải đóng dương nghỉ ngơi. Khi mở lại dương cần đổi giấy niêm phong có 4 chữ khai la đại cát dán trên dương. Sau khi diễn tấu tiết mục thì chỉ định mới có thể mở dương nha các bạn. Tất cả đấy là manh mối ở trong cuốn sách này có hết này các bạn này. Tí hết mình rồi. Nhớ thêm nữa. Mình có bỏ sót cái gì hết rồi. Không còn gì trên bàn nữa các bạn ạ. Cái này cũng không click vào được rồi. Bây giờ mình cần phải giải được cái này. Viết mà làm sao thì không chạm vào nhau, nói chung là vậy các bạn. Viết thành một đường thôi. Nhưng mà mình không có làm được bằng tay, không thấy vừa nãy hả? Ờ, không làm bằng tay. Đây là cái gì viết bây giờ ta, chỗ này hết rồi này. Đi xuống đi. Ô. Ô. Cái này hình như không có bật đúng không? Ờ, cái này đâu bật. À, lúc ấy mình chọc cái công tắc điện đấy. Ờ, đâu bật cái này. Giờ cái chụp cái này đi em nào. Rồi còn chỗ nào mình chưa xem nhỉ? Chỗ này xem rồi này. Trên cửa có treo một ổ khóa. Ủa rồi làm sao mà xem một ổ khóa? Oh, có một cái hộp trên ghế các bạn ạ. Đây. Thế thì chắc chắn cái chữ đấy rồi. Cái liên quan đến cái chữ ở trên này. Này nhiều chữ nhất này. Ừ, chỗ này nhiều chữ nhất và từ nãy giờ mình chưa thấy có một dữ kiện là có chữ cả. Trong này kiểm tra lại một lần nữa xem nào. Không còn cái gì có thể click vào nữa các bạn ạ. Hết rồi. Mấy cái này không bấm được, lồng đèn không bấm được. Ok, mình nghĩ là cái chữ này liên quan tới cái hộp ở trên ghế. Ốc chụp lại đi ốc. Nhưng mà có vẻ như cái chữ này nó thay đổi đấy anh ạ. Ừ, thay đổi thành hai lần. Đúng rồi. Một lần là chữ chỉ lấy chữ màu đỏ, anh nghĩ thế. Đúng không? Đấy, chữ đỏ này, ba chữ đầu tiên là chữ đỏ này, chữ thứ hai, ba, bốn. Đấy, ok. Được chưa? Anh nghĩ là một hàng này chữ đầu tiên là chữ gì? Cái đầu tiên là cái này. Ok. Cái thứ hai là cái này. Chữ thứ ba đâu? Có chữ thứ hai rồi. Chữ thứ ba thì xem bên này. Chữ thứ ba là một gạch và... Sao anh thấy em đây, đây đúng không? Ừ, đúng đây rồi. đây. Chữ thứ ba đây các bạn ơi. Chữ thứ tư lại sang bên này. Ừ. Đây, chữ tư chữ này. Ok, chữ thứ năm. Ô vuông. Ô vuông à? Đây. Ok. Làm gì đây? Sao lại phải đi một vòng thế nhỉ? Không, nó sẽ không đẩy được. Ốc chả hiểu gì cả. Nó ở trên đây, nó mắc đây làm sao mà đẩy xuống được. Ốc không hiểu gì cả các bạn. Nhưng mà mình không biết đúng chưa, chắc sai một chữ nào đấy rồi. Đồ ăn hại. Years later. Bây giờ là ai đồng ý bỏ qua là giơ tay. Đây, giơ tay. Thực ra là mình không biết. Mà mình hiểu rồi nhưng mà cái mặt chữ mấy cái chữ vuông giống nhau quá. Bỏ qua. Ok. Lấy được cái gì trong này? À, cái bút. Rồi, vậy là được một cái bút trang điểm. Trên cái bút này ghi chữ màu đỏ, chắc bị ểm bùa đấy ốc ạ. Mình nghĩ là nó bây sẽ giờ... vẽ được cái đúng rồi. Cái mặt nạ này đấy. Vẽ. Cầm bút vào anh, Nguyễn chưa cầm bút. Cầm bút có đâu có vẽ được. À, trên bút không có màu à? Đúng rồi. Không vậy có là mình thuốc phải màu. Đi lấy... À đây, màu đây. Đúng rồi, bút trang điểm. Những cái phần màu đỏ, màu xanh, màu vàng này là phấn. Đồ phấn ấy. Ừ, màu đỏ này có thể là đánh má hồng nè, đúng không? Đánh son rồi. À, đánh son à? Nhưng mà... anh đánh cái gì anh đánh? Ờ, nhưng mà đây anh thấy kiểu đám má hồng, đây màu vàng này, đây màu xanh. Chứ đấy em đánh cái này giống hũ màu son ấy, đánh son màu cam à? Màu vàng. Màu vàng là để đánh phấn, còn màu xanh là đánh mắt. Ờ... Thế màu đỏ là để đánh môi. Đánh môi, đánh cái gì đấy? À, ok. Biết đâu người ta đánh má hồng thì sao? Rồi, bây giờ là... Vẽ những cái chấm này đúng không? Nối lại và chỉ vẽ thành một nét, không vẽ thành nhiều nét. Ừ. Thử nào. Cần hoàn thành một nét vẽ, không có chút manh mối nào cả. Nhớ bí quyết này, tìm điểm có đường thẳng lẻ để bắt đầu và kết thúc bằng một điểm khác cũng có đường thẳng lẻ. Sẽ giải quyết dễ dàng, mình tìm cái này khi phá giải một trận pháp. Như vậy sao? Để mình thử. Sau khi giải được trận pháp đó thì thế nào? Xuất hiện ác ma sao? Ai mà biết được, bây giờ phải giải thì mới biết. Cũng gần như vậy. Rồi, bây giờ bắt đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái ô chấm có số đường thẳng lẻ. Lẻ. Sai rồi. Anh biết cái chấm này nó chỉ có hai đường là số chẵn, không thể nào đi qua được. Rồi các bạn ơi, vậy là mình vừa vẽ, nếu mà mình chạm như này là mình sẽ bị thua các bạn ạ. Bây giờ nha, có ba điểm là đường thẳng lẻ này. Đó là điểm này và điểm này là ba đường, biết sao đếm được ba đường không? Thế thì vẽ từ điểm này xem nào. À, từ điểm này đi sang đây. Ok, điểm này đi sang đây. À, đi lên đây, đi sang đây, xuống đây. Đi lên, đi chéo.
đi lên đây, nó đi phải lên kết thúc ở một điểm lẻ nhá, nhìn nhá, nó phải kết thúc một điểm có đường số đường thẳng lẻ nhá. Vậy là kết thúc không phải điểm này đâu, điểm này là điểm chẵn rồi, nó sẽ kết thúc ở đây mới đúng, vì không còn đường nào, không còn điểm nào là có đường thẳng lẻ nữa. Để im anh nghĩ xem nào, 1 2 3 sau rồi mình sẽ đi xuống đây. Ok, để anh thử 1 2 3 4 5. Ui đúng rồi. Wow, wow. Đúng rồi, tôi ok chưa, hay quá. Kết thúc ở điểm kia cũng được. Đừng đùa với cứ Thành. Rồi mở được một cái cánh cửa thì rất là bí ẩn, có hình mặt cái mặt nạ. Ôi mềm lột phát cái kia ra thấy con ma. Mình rất sợ khi vào một căn phòng mà có rất nhiều đồ hóa trang mà trông nó lại cuồn cũ kỹ nữa các bạn ạ. Đồ hóa trang rất là ghê luôn á. Cái gì phủ phủ kia lột ra xem nào. Lột ra xem. Ôi may quá, không không. May quá không không. Không, 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 nhưng phần trước là có một bạn ngồi đấy. Rồi bây giờ là đây, mình bắt đầu kiểm tra từng cái đồ. Trên bàn này thì mình thấy có một cái dùi trống à. Đúng rồi, cái dùi gỗ. Có lẽ là dùi gỗ để gõ nhạc cụ, chính là mấy cái nhạc cụ kia. Thiếu một lá cờ, một diếu kiện này. Mình sẽ phải đi tìm lá cờ. À đây rồi. Bài báo về sự việc năm ngoái. Quả nhiên là liên quan đến việc đó. Việc cậu bị bắt cóc. Bảy mập gả đâu? Gả dâu. Gả dâu à? Đúng, gả dâu. Hay là họ ép gả cậu cho người tên là Bảy Mập này sao? Ừ. Đây dịch hơi sai các bạn. Đúng rồi. Việc của thôn đó cậu vẫn không muốn kể rõ với mình. Nếu như đúng là có liên quan tới tình hiện tại, vậy cậu nên nói với chúng mình, thế thì mình có thể cùng nhau phân tích được. Ừ, cô này nó có lý. À, nói thì rất là dài dòng, xảy ra rất là nhiều chuyện, chỉ có thể quay được thành một bộ phim điện ảnh luôn ấy. Tóm tắt cho cậu 3 phút tóm tắt. Ok. Nào bắt đầu tóm tắt này. Tóm tắt 3 phút. Đà Mộ Yên ngẫm nghĩ xem phải làm sao để nhanh chóng nói rõ việc này. Sau đó cô búng ngón tay, hình như đã có một ý tưởng nào đấy để kể lại rồi. Thành cô làm một cái video top top được rất là nhiều người xem, có đến tận 150.000 bình luận và 7,2 triệu lượt tim các bạn ạ. Nữ sinh tốt nghiệp đại học về quê bị thôn dân ác độc bắt cóc, rốt cuộc là sự suy đồi về đạo đức hay là sự méo mó về nhân tính? Rồi nhìn đây, chú ý nhìn đây. Rồi, đã nhìn rất chăm chú này, nhìn này. Tiểu Đào về lại thôn Trang Linh nơi cô sinh ra. Thì ra từ nhỏ tới lớn thường xuyên gặp ác mộng. Cô muốn trở về nơi trong giấc mơ để tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên trưởng thôn lại sai người bắt cô ấy, chuẩn bị dùng lửa hiến tế cho tà thần bí ẩn tên là Lục Tám Bồ Tát. Thì ra đó là tín ngưỡng kỳ dị của thôn này. Trưởng thôn chính là tế tư tà thần Đại Vu Hiền. Nhưng ngay lập tức, một hồn ma sát kim cang không đầu cắt ngang hôn tế. Sau đó Đại Vu Hiền xua đuổi hồn ma và đưa Tiểu Đào vào địa cung nơi giờ lành để tiến hành nghi lễ. Rồi, hết phần 1. Phần 2, Tân Nương Giấy và Thôn Trang Linh. Đào Tiểu Thí lại tiếp tục kể câu chuyện của mình. Cô vẫn không ý thức được rằng thôn Trang Linh và sát kim cang có liên quan với mình từ kiếp trước. Thì ra kiếp trước của Tiểu Đào là Trúc Tiểu Hồng, còn kiếp trước của sát kim cang chính là người yêu của cô, Lương Thiếu Bình. Đấy. Thôn Trang Linh ngu muội có truyền thống hiến thiếu nữ cho Lục Táng Bồ Tát. Vừa hay Tiểu Hồng chính là cô gái Tân Nương Giấy được chỉ định từ 100 năm trước. Lương Thiếu Bình đối đầu với thôn Trang dân, với thôn dân để cứu Tiểu Hồng, nhưng không may bị bắt, bị Đồ Lão Tứ chém, còn Tiểu Hồng cũng tự vẫn vì tình theo anh ta. Nói chung là tập cuối chết hết. Rồi đến là phần 3 luôn các bạn ạ. Tiểu Đào thông qua nhật ký và sát kim cang thác mộng hiểu được chân tướng sự việc, nhờ tài trí thông minh của mình và sự giúp đỡ của sát kim cang trốn thoát khỏi địa cung, giải thoát được hồn phách của sát kim cang. Sau đó Tiểu Đào bị thôn dân chặn lại ở chỗ cất giữ tà điển kinh thư, nhưng họ không hề biết rằng kế hoạch của Tiểu Đào là nhân cơ hội này đốt hết kinh thư đi. Cuối cùng Tiểu Đào nhân lúc hỗn loạn trốn thoát được và báo cảnh sát bắt giữ những kẻ ác độc mê tín này. Việc sau đó cậu cũng biết rồi. À, đấy, tóm tắt phần rồi. Sau này cậu tới chơi với mình nhé. Trong khu dân cư nghe thấy tên ngốc này hát hát cái bài tiền kiếp gì đó, cậu đã khóc và đi gõ cửa nhà cậu ta, nói rằng cậu có thể là bạn gái của cậu ta chuyển kiếp. Bất nghe ảo ma Canada. Ui, đừng nhắc đến việc đó nữa. Mình cũng rất là bất ngờ luôn. Cảm xúc của phần hơi kích động, bây giờ nghĩ lại vẫn rất là bối rối. Mình đi cùng cậu lại ngượng chít hết cả mặt. Ái, nhà mình và nhà cậu ta quen biết rất là nhiều năm rồi, hiểu rõ tình hình của cậu ta. Không nghĩ rằng mình lại cấu kết với bà Đồng tới lừa đảo đã là may mắn lắm rồi. Nếu như không phải vì tên ngốc đó quá kích động à, nói rằng thường nhìn thấy cậu trong mơ, chắc chắn mẹ cậu ta đã báo cảnh sát rồi. Thực ra mình không có ký ức rõ ràng về những việc này, chỉ là lần đầu mình nhìn thấy Tiểu Thúy, Tiểu Đào, cảm thấy rất quen thuộc. Mình cũng thường nằm mơ thấy địa cung, tế đàn, còn có dao. Dao đấy. Overthinking. Nhắc tới Tiểu Thúy này, khi đó cậu báo tên giả, cậu nghĩ thế nào vậy?
Tự bảo vệ mà, không tiết lộ thông tin thật với người lại tốt hơn. Tiểu Thúy chính là màu sắc đối lập với Tiểu Hồng. Nói chung vẫn là một người thôi, tên hơi cồng kềnh. Thì ra là bịa đặt tùy tiện. Nhưng mình cảm thấy Tiểu Thúy nghe rất hay. Sửa thành Tiểu Đào thấy không quen lắm. Dù sao thì tên cũng chỉ là một cái biệt hiệu cho thôi mà. Đâu trở đến tiền sự là, nhà hay chưa bảo hộ cá nhân à? Cậu còn biết bảo vệ thông tin cá nhân nữa sao? Sao cậu không bảo vệ giúp mình? Mình gặp cha mẹ cậu ta ở khu dân cư cũng chỉ muốn đảo lộn chúng đất. À, không nói chuyện này nữa. Không nói điều này nữa. Việc cần bây giờ phải rời khỏi đây. Vạn nhất những là người của thôn Trang Linh hoặc thứ gì đó tìm tới thì sao? Đúng rồi. Bác sĩ nói ký ức kiếp trước của cậu khi còn nhỏ thường bị trưởng thôn thôi miên nhồi nhét vào. Cậu đâu có tưởng là thật. Tình hình cậu ta là thế nào? Cứ bị thôi miên sao? Đúng là không khoa học gì cả. Cô này rất là tin theo khoa học nha. Ôi mình không rõ nữa. Có một số việc rất là kỳ quặc, nếu chưa làm rõ chân tướng thì không thể kết luận được. Được rồi, đi thôi. Không biết tại sao từ khi nhớ chuyện mình đã hiểu một chút về kịch. Là ký ức của kiếp trước à? Lương Thiếu Bình là một người hát kịch. Nhưng mình ca hát và hát kịch đều rất khó nghe. Không biết là tại sao nữa. Lương Thiếu Bình là kiếp trước của Tần Nguyên Phong. Rồi bây giờ đi tìm dữ kiện thôi. Đây, 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 tờ báo có cái gì đó rồi. À, lấy, chắc chắn lấy cái dùi gõ gõ rồi. Chụp. Gõ đúng thứ tự này luôn. Tụi mình vừa giảm đi chút âm lượng của cái mấy nhân vật. Họ cứ cãi nhau hoài, to quá. Đây, bây giờ là mình sang bên này xem nào. Có cái hộp này. À, nó dán giấy niêm phong kìa. Ô, dán vào được vào rồi. Ô, dán luôn. Giống ở trong cái quyển sách thì nó viết ấy. Mấy cái này đổi được vị trí cho nhau nhưng mà không có manh mối à? Ồ. Chắc bây giờ phải đi tìm manh mối các bạn ạ. Sắp xếp linh tinh là không được rồi. Quần áo, không được. Ồ, sân khấu nhỏ. Trống trơn, bỏ dùi trống vào. Cái gì vậy? Dùi trống gõ vào mấy cái kia. Rồi ok, là bây giờ còn mỗi này gõ ra. Nào. Đầu tiên là gõ gì? Trống. Rồi. Chiang chiang. À không, chiang một lần thôi, chiang nhiều vậy, trở lại đi. Ui giời, chiang chiang. Đào, đào, đào không? Trống. Nhưng không biết đọc hai cái này, nó không mấy cái này không không nhau. Đây đây. Trống. Ba vòng. Chiang. Mới có một tiếng trống nữa thôi, sai rồi. Hai tiếng trống mà. Đúng rồi. Dương này lại tự mở. Nhưng hình như Tiểu Thúy không hề lấy làm lạ. Tiểu Trung bĩu môi có nghĩa là gì? Nghĩa là chuyện này rất bình thường. Chỉ có mình không biết sao. Ủa? Trong Dương có gì? Như kiểu mọi người đều biết. Chỗ quần áo này là quần áo ở trong vở kịch vừa rồi. Sao trông như kiểu cất ở trong Dương lâu lắm rồi không có ai mặc trong thời gian dài vậy? Ôi xong rồi, thế nữa ma diện. Ủa, có một cái gì? Con gì đấy? Búp bê vải, chắc là búp bê hỷ thần linh, vật may mắn của đoàn kịch. Hỷ thần linh vẫn trong sách nó viết đấy các bạn. Thế bây giờ mình để con hỷ thần linh vào đây à? Không phải các bạn. Thần linh là phải để thờ chứ. Để bàn thờ. Bàn thờ các bạn ạ. Để bàn thờ, để bàn thờ. Thần linh phải để bàn. Ôi! Mù sa sinh thời là danh linh, không ngờ vì tên Lương Thiếu Bình vong ân bội nghĩa, khiến cho xương cốt chẳng còn, thật là thê thảm. Thê thảm quá đi. Rồi nó biến rồi, mất sao? Nó hù. May quá không có hù gì. Là... thế này nó quay mà nhìn mình thì buồn cười. Là vì mình kiếp trước mình đã làm gì có lỗi với người khác sao? Minh Linh. Nói bóng nói gió, Tiểu Tuần cũng đừng để bụng. Kiểu nói mập mờ như vậy không có. Không chừng đó là dở trò đấy. Tiểu Trung cậu nói có đúng không? Người đâu rồi? Không thấy Tiểu Trung đâu. Trung Tử Huyên bước ra từ trong, từ cửa đi vào kho. Rồi. Cậu nói điện thoại có thể nhìn thấy thứ gì quái. Nhẽ thử ở trong đó đúng là nhìn thấy. Mà các cậu có thái độ gì vậy? Chúng mình lại nhìn thấy những kẻ không biết là người hay ma. Trước mắt một cái không biết đi mất điều. Nhìn kinh lắm các bạn. Thật hay giả vậy? Tạm cho đấy việc này, theo mình vào xem thứ kỳ quái điện thoại chụp được đi. Ok luôn. Đi, đi vào xem nào. Trung Tử Huyên chạy tới trước sân khấu nhỏ rút điện thoại ra. À, sân khấu nhỏ nha. Ok. Ok, đi ra thế, sân khấu nhỏ đây. Nhìn xem này. Một đám những cái con này luôn các bạn ạ. Những con rối. Đúng là vậy, thì ra điện thoại có cả tính năng này. Nhưng mà khi mà Tiểu Đào nói là đây là tâm linh ấy, thì cô này cô ấy cho rằng đây chỉ là kỹ xảo thôi. Ôi, kỹ xảo AR là cái gì nữa đây? Anh này có vẻ rất là ngông nghếch. Không biết gì về khoa học công nghệ cả. Rồi, túm lại là thế rồi à? Thưa thưa, mấy con này chụp. Chụp à? Vẫn chụp à? Nó có thể nó có cầm cái gì đâu? Cần gì phải nó cầm cái gì? Chắc chắn là phải có một dữ kiện. À, anh biết rồi. Ở đây có màu đen, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Hình như là mấy con màu của mấy con bướm hả?
Để anh ra kiểm tra xem. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Vậy là màu đỏ là trên à? Màu vàng là ngang ngang này đúng không? Ừ. Màu xanh thấp hẳn. Thấp hẳn dưới cùng này, màu đen. Màu đen cao bằng màu trắng. Cao bằng màu trắng màu đỏ. Màu đen cao bằng màu trắng màu đỏ. Hết rồi, hết cao hơn rồi. Đây mình sai ở một chỗ nào đấy. Màu vàng hơi thấp hơn này. Màu vàng phải màu hơn. Màu đen, màu trắng, màu đỏ cao bằng nhau à? Đúng rồi. Ủa, mình xếp đúng rồi ấy. Đúng rồi, mình xếp đúng rồi. Mình có cần phải đổi cái gì không nhỉ? À, đổi vị trí nữa các bạn ạ. À, thế đúng rồi. Đổi được vị trí. Màu đen này ra đây đi. Màu đen này ra đây. Đúng rồi. Xong rồi màu xanh ra đây. Ừ, xong đến màu trắng. Màu trắng. Xong đến màu đỏ, rồi mình đến màu vàng. Đó, trời. Ui, cái gì ấy? Nó cười nứt ra. Trong này có một cái cờ cắm vào chỗ cờ và có một cái gì? Cờ tam giác, đây là một loại trang phục võ tướng trong hí khúc thường dùng. Ờ, và một cái trống mới phải. Ok rồi, bây giờ mang ra các bạn ơi. À, mình biết là chúng ta sẽ cắm cờ vào chỗ này rồi này. Ừ. Ủa, ra con gì đây? Một con mèo à? Có một thú nhồi bông á. Thú nhồi bông hay là đúng hổ rồi. Vải, một con hổ vải, đồ chơi phong cách truyền thống. Ừ. Rồi, bây giờ là sao đây? À, bỏ cái con này vào bàn thờ. Đúng rồi. Hỷ vật gì xong đấy. Xong rồi, nếu như mình vái búp bê hỷ thần, không biết ông ta có giúp chúng ta chạy thoát được không? Ui, năm mươi. Ông vừa vái xong nó biến thành quái vật. Búp bê này, mặt sao lại khóc rồi? Mình đoán nó muốn chúng mình cung phụng nó. Thứ đồ này thường được cái đòi nước, được nước đòi cái. Đúng rồi. Ở trong sách nó vừa viết là lúc con này giận thì mình cần phải cho nó ba cái hỷ vật gì đấy cơ. Những hình ảnh trên điện thoại này là gì? À, là những cái hình này từ nãy giờ không có nhưng bây giờ có này. À, ốc chụp. Nó chính là cái chỗ đổ chỗ tủ ấy, chỗ cái tủ đấy, chụp được rồi. Chụp rồi, bây giờ ok. Giờ ừ. Đây chỗ này các bạn. Tầng ạ. Trên đầu tiên là bình rượu. Bình rượu, ok. Bình rượu. Bình rượu rồi đến cái quạt. Cái quạt à? Cái quạt lên đây. Rồi đến cái đèn. Rồi ở dưới thì là cái một cái thoi vàng. Ôi đúng luôn. Rồi rớt từ cái gì đấy? Một quả bóng vải. À, vậy là mình có đủ ba món đồ chơi rồi này. Ờ. Cúng rồi. Hổ vải. Để rồi, đây. Rồi. Cái này để đây, cái trống để đây. Ôi cười luôn. Nó cho một cái chìa khóa luôn. Với việc quái dị này, Đào Mộng Yên không phản ứng gì đặc biệt. Trung Tử Huyên thì sốt ruột nhìn ngang ngó dọc, hình như là không thấy cảnh này. Hay là chỉ có một mình thấy kỳ lạ. Từ nãy giờ mình chỉ có mình thấy kỳ lạ thôi. Mọi người thấy bình thường quá. Lấy được chiếc chìa khóa. À, chìa khóa, mở cái cửa khóa. Thoát rồi. Thoát. Thế là hết game này cực ngắn. Cực ngắn gì? Đấy, thấy chưa? Mở khóa. Thoát rồi, không phải xem kịch ở đây nữa rồi. Đúng rồi, hết cửa ra mà. Đừng phóng xuống tình thi. Cô cũng phải nhìn thấy cửa ra, đừng mất cảnh giác, chúng ta mau chạy thôi. Chạy đi. Chạy nhanh đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Ơ? Đó là vải. Hỏng rồi. Đây không phải là cửa thật, đây là vải màn. Hỏng rồi. Hả? Bị lúi luôn. Ô thế là mình từ đây là mình diễn à? Tình hình gì đây? Chúng ta lại về lại sân khấu. Đây là thuật thôi miên hay là ảo thuật đây? Khán giả dưới sân khấu toàn là rối gỗ. Thế là không nuôi không phải người thật mà toàn là con rối được các bạn ạ. Thế là chỉ có ba đứa mình là người thật đến đây thôi. Vậy là nó vừa xem mình xong nó vỗ tay hoan hô. Thôi hết chương 1 luôn. Ác mộng xong. Thế các bạn hiểu rằng ví dụ như là mình đi xem là mình sẽ đi xem những con rối nó diễn. Nhưng mà không, đây là những con rối nó đang xem mình diễn á. Xong nó vỗ tay khen mình hay mình như kiểu là trò tiêu khiển cho bọn đấy á. Xem chơi chương 2 luôn nha các bạn. Rồi, Đào Mộng Yên. Trong nhà hát không tìm được cửa khác đi nữa, chỉ có thể tiếp tục đi tới bên này. Thử xem, mình sẽ vén màn che lên nhìn, nếu như tình không ổn thì chúng ta lập tức quay người bỏ chạy. Không ổn rồi, nó kéo vào trong luôn rồi. Tiểu Thúy, Thúy ơi, anh tới đây đừng bỏ anh, con nào bắt Thúy của tôi đi rồi. Sau khi Tuần Nguyên Phong nhảy xuống sân khấu, phát hiện mình đang ở trong nhà hát bỏ hoang mấy chục năm và không thấy Đào Mộng Yên đâu cả. Ôi sao? Ui, gì đấy? Ui, chân mình! Sân khấu này sao lại cao thế?
Tiểu Đào bị thứ gì bắt rồi? Chúng ta phải nhanh chóng cứu cô ấy. Chân cậu sao rồi? Có thể cử động được không? Ôi đau lắm, không đi được. Ở đây như không phải nhà hát vừa rồi. Thật là không khoa học chút nào. Vậy mình đi tìm Tiểu Đào. Cô ấy chỉ có một mình, chắc sẽ cô đơn sợ hãi. Cô đơn quá. Cậu sốt ruột như vậy xem ra không phải trò đùa của cậu. Lẽ nào tiết mục chọc ghẹo trong truyền thuyết đâu? Nếu là vậy hoàn toàn không thành vấn đề đối với Đào nữ hiệp Chí Dũng Song Toàn đâu. Đào bốc phét. Không, mà Đào Tiểu Đào là đúng là không có sợ gì thật. Tại vì là hình như đã quen với các hiện tượng tâm linh. Vừa nói Trung Tử Huyên vừa bò tới có tầm nhìn, chỗ có tầm nhìn tốt ở bên tường rồi ngồi dựa vào tường. Bị đau chân rồi. Đấy, đau chân mà vì vừa bị ngã là... Này, nhân tiện cậu giúp mình tìm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí nhé. Đợi mình thấy đám người gì đó giở trò á, mình sẽ đánh cho hắn ta một trận. Mình ở đây nghỉ nhé. Cậu tìm đường đi nhé. Được, cậu có thể giúp mình điều gì? Mở khóa cửa, sửa chữa đồ điện này. Mình chỉ nói vậy thôi, đã thế này rồi cậu còn muốn mình giúp gì nữa chứ? Tiểu Trung không ngờ biết nhiều như thế. Chỉ có mình là chả biết gì cả. Bây giờ không phải lúc nghĩ những điều này. Mình phải nhanh chóng tìm được Tiểu Thúy thôi. Mình nhớ quá Tiểu Thúy rồi. Chương 2 rối ma. Kỳ này à, nghe tin đã thấy kinh rồi nha. À, ở đây chúng ta có khu vực này thì có một cái cánh cửa. Cửa này bị khóa rồi, Tiểu Trung nói có thể mở khóa cửa. Có điều trên cửa không hề có ổ khóa, có thể mở khóa được không? Thôi kệ đi, mình hỏi rằng cô ấy sẽ mắng mình mất. Thôi đừng hỏi bạn ấy. Cái cửa này không khóa bằng chìa, nó khóa bằng có vẻ như cái có cái mô hình. Ba rãnh kỳ lạ, phải tìm ba cái vật gì giống như kiểu hình nhân, hình người á. Ờ đúng. Cái này không tác dụng gì rồi. Kìa. Đây là, thì ra việc đó nổi tiếng tới vậy, lại còn được cải biên thành kịch rối nữa. Tiết mục hôm nay, cái chết của Lương Thiếu Bình. Hả? Chính là mình kiếp trước à? Ủa rồi, cái chết của Lương Thiếu Bình, tôi đến chặt đầu mình luôn các bạn ạ. Đúng rồi. Thế này có dữ kiện gì không? Chữ màu đỏ này có dữ cần gì không? À là cái vở kịch hôm nay ấy, okay. Nói về gì cơ ấy. Nhưng đôi gỗ này là sao vậy? Tại sao tự dưng mình lại không ngừng rùng mình thế này? Ủa, con này bị treo lên này. Thằng này bị một bài này nó rối này, chuẩn bị chém. Lương Thiếu Bình đấy. Nhìn trên mặt những con này có chữ này, chắc chắn là một manh mối rồi. Ôi, đứa ấy biến mất luôn rồi. Đáng thương, đáng buồn. Lương Thiếu Bình một lòng cứu người yêu, không tiếc liên lụy tới bản thân, cứu người không thành, lại còn khiến mình mất mạng. Tiêu 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 tiêu. Minh Linh nói. Người có biết Ninh Gia vì tìm ngươi nên đã gặp nguy hiểm. Ngươi có biết Hề Gia vì giúp ngươi nên đời đời mắc bệnh tâm thần. Tèo 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 tèo. Ngươi có biết Đồ Gia vì thất trách nên con gái bị nguyền rủa. Tèo 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 tèo. Bị điên à? Ngươi có biết Trúc Gia vì chống đối nên mất mạng. Cả nhà liên quan, thằng này liên quan, kiếp trước liên quan hơi nhiều nhà luôn đấy. Thằng này quá mệt luôn. Mình từng làm việc gì có lỗi với những người này quá sao? Quá có lỗi rồi. Nhưng mình thực sự là không nhớ gì hết. Quá có lỗi. Lúc anh tưởng con này nó biến mất. Báo. Nó nhảy xuống đây nó hát các bạn ạ. Báo không? Ôi, đừng chặt anh ơi, đừng chặt anh ơi. Đừng chém đầu tôi. Ôi. Rồi sao? Quay cuồng rồi. Mất đầu rồi. Thế chết hẳn đấy. Căng thẳng quá. Tuần Nguyên Phong trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi vô tận, bịt chặt mắt quỳ xuống đất. Đây là giả thôi. Chỉ là dối gỗ, không phải là thật. Không phải mình. Mình vẫn chưa chết, đầu mình vẫn còn. Ui, đầu vẫn còn mà. Mở mắt ra. Dối thôi. Mình cảm thấy hình như đã nhìn thấy cảnh này trong mơ. Mơ rất nhiều lần. Trong giấc mơ đầu mình còn bị chém xuống. Hết lần này tới lần khác, nhặt lên rồi lại chém xuống. Kinh quá. Bình tĩnh lại, mau bình tĩnh lại. Nơi này thật đáng sợ, mình phải nhanh chóng tìm Tiểu Thúy. Không thể để một mình cô ấy chịu đựng những thứ này được. Uầy, để ý những cái cây này nhá. Nhìn cái hình này là mình nhìn giống cái hình trong khuôn không? Lấy cái hình này được không anh? Và để ý dưới này này. Ôi, một cái cây mọc lên với một cái gì đấy kinh kinh các bạn ạ. Đấy, lấy cái đấy luôn đấy. Tượng nhỏ. Tượng người không có ngũ quan nhưng mặt, nhưng vẽ mặt hí khúc. Ôi dồi ôi, biết tại sao chút giận người. Trông kinh thế này mà không giận người. Một mảnh vải. Không lấy được cái gì nữa các bạn ạ. Rồi, ở đây thì cái mặt này có chữ đao trong tay, cái gì? Đao trong tay rối gỗ khiến tôi cảm thấy khiếp sợ. Mấy con mặt con này đều có chữ. Ốc thử chụp lại xem. Chắc không biết là có cần dùng làm gì không. Một cây giáo dài.
đạo cụ hí khúc giống như được làm bằng trúc rất quan trọng. Đưa cái này cho cái Trung Tiểu Phong được á, bởi vì nó cần vũ khí mà. Ờ nhỉ. Ê, xem nhà này cái đầu không? Ờ nhỉ. Trung Tử Huyên, à Trung Tử Huyên phải Trung Tử Phong nhầm bạn. Vùng mấy vừa lấy lừa giáo giả có vẻ rất là chê. Chê. Cứ đồ chơi này là đạo cụ nhưng hát kịch đúng không? Cậu dùng thử xem có thể đâm vào phiến gỗ không? À, thật là sơ sài. Thật nghèo nàn, thật nghèo nàn. Đấy. Ở đây cũng không thể có binh khí thật được. Dùng làm gậy, trúc đánh người cũng rất đau, còn có thể đuổi ma nữa. Được rồi, chị cũng làm gậy được. Thôi rồi, đúng rồi, cậu nhìn cái này đi. Mình không hiểu điện thoại. Tin nhắn này, nhận được tin nhắn nhảy xuống khỏi sân khấu nha. Mình nhận được từ lúc đấy. Thị trấn X Xương chào đón bạn. Thành phố Phủ Lộ tới thị trấn X Xương là mấy tiếng đi xe cơ. Sao thể nhận được tin nhắn nhà cung cấp dịch vụ ở đây được? Ảo rồi. Mình không hiểu cái này có nghĩa là gì. Nếu như là trò đùa thì cũng rất là phức tạp. Thôi rồi, thảo luận với cậu rất là mất thời gian. Một lát sau điện thoại mất tín hiệu cho cậu mượn đấy. Nói không chừng có thể tìm ra được điều gì đấy đấy. Được rồi, cảm ơn. Thứ này dùng thế nào? Vì không cần liên hệ với người ngoài nên mình chưa bao giờ dùng điện thoại. Liên hệ với tiểu ký đều là mẹ mình dùng điện thoại của bà. Không biết dùng điện thoại các bạn ạ. Nếu hỏi Tiểu Trung thì sẽ bị chê bai. Hơn nữa thì hình như cũng không thể nhanh chóng đọc học được. Trả lại cũng bị mắng không. Thôi kệ, cứ mang theo. Anh này nói quá nhiều. Dấu dốt các bạn ạ. Không biết thì hỏi luôn đi. Lại còn không biết cứ cầm đi thì cho nó cứ gọi là đỡ phải hỏi với bạn, bị bạn kia chửi. Rồi, giờ mình đã có thêm cái điện thoại. Thử bỏ này vào đây xem được không? Ồ, bỏ được các bạn ạ. Thế là còn thiếu hai cái nữa. Rồi. Là nhặt được cái đầu rối gỗ này. Đó. Hết rồi, chỗ này hết. Xem một chỗ nào mình chưa đi không? Trên sàn có cái gì ạ? Đúng không? Trên sàn có cái gì đúng không? Ừ, trên sàn có manh mối 1, 2, 3, 4 này manh mối à. À rồi. Manh mối á. Ok. Hình ảnh có ý nghĩa gì? Bên này. Cái gì đấy? Có một cái gì sâu quá, bên dưới là một phòng ngầm sao? Hình như nhảy xuống thì sẽ không lên được. Đừng có mạo hiểm nhảy xuống thì hơn. Đầu bên kia một tấm gỗ, hình như có thứ gì đó, làm thế nào để lấy lên đây? Trên đống đá có một tấm gỗ đặt nghiêng, bên trên đầu thấp xuống hình như có một thứ gì đó. Đây. Đây chính là cái này này. Bây giờ mình đầu tiên là xem còn có những cái gì ở đây mình chưa xem không ta. Hết rồi. Cái vật gì đấy nó ở một đầu của miếng gỗ trên một phiến đá nằm nghiêng, hiểu không? Nó như này. À, anh hiểu rồi. Thế thì bây giờ mình để cái đầu vào. Mình để cái đầu vào. Mình nó ở dưới sâu dưới, mình sẽ thả cái đầu xuống để nó bẩy cái đấy lên. Đầu rưỡi gỗ này rất nặng, có thể là làm tấm gỗ nó trũng xuống và hất cái đầu đối diện lên. Được chứ? Có khi nào không hất cao được như vậy hoặc là mất phương hướng cũng có thể mình không đón được, bởi cơ hội này chỉ có một lần. Rồi, liều anh nhiều á. Không nghĩ nhiều nữa, ném luôn xuống. Chuẩn luôn. Bắt được luôn. Hộp đinh mũ. Đinh mũ trong còn không nhiều. Thành công rồi, thật may mắn. Xem ra thân thủ của mình vẫn nhanh nhẹn. Bên trong là đinh mũ. Cũng may là không nắm vào tay, không là bị thủng tay rồi. Rồi ok, đưa đinh cho bạn này. Đưa đinh bạn em gì? Để cho bạn đi sửa. Nhớ cái treo vải treo bị bung không? À đây rồi. Để cho vào đây rồi. Đúng rồi. Đóng vào, đấy, và mình treo vải lên. Cái đạo cụ này được làm bằng chất liệu gì vậy? Chắc chắn quá, không thể dùng tay ấn đinh mũ vào được. Có búa thì tốt. Không có búa. Lấy điện thoại đập này. Điện thoại đập. Ôi đập luôn thật này. Đập luôn mà. Vâng, điện thoại thành bụng. Mở cái căn cửa bằng vải, cái xong cửa thật luôn nhá. Ảo ma thật đấy. Rồi điện dùng điện thoại để làm cái búa luôn. Không ngờ biến thành cửa thật. Mình thật sự quá đỗi kinh ngạc. Nếu như là Tiểu Thúy chắc chắn sẽ thấy rất bình thường. Mình cũng thấy thật là bất ngờ. Ủa cái gì đấy? Gì đấy? Cho âm ảo ma Canada này. Liên bang áo úp được chỗ trời. Tự nhiên có một cái mật thất bên trong. Ở trong này nó có một ba hình. Ba cái đầu và cái tai mũ này nó khác nhau các bạn ạ. Đây giống kiểu đồng xu đi mấy cái ký hiệu này. Chắc chắn lại có một dữ kiện gì đấy để mình xem nào. Cái này chắc phải sắp xếp cái này. Đầu của rối gỗ rồi. Ok. Đây nghĩ là nó là một cái của cái gì đấy. Mình chưa biết. Sửa điện. Không. Lỗ khóa. À vậy là mình phải có cái khóa. Chìa khóa thì mới sửa điện được. Ở đây là tối quá không nhìn rõ này. Ở đây trên này có gì đây? Đây là trang phục kịch. Không biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc. Nhìn nó thấy tới cơn ác, nhớ tới cơn ác mộng. Đáng sợ quá. Không đụng vào nó thì tốt hơn.
Chết nhát các bạn ơi, anh này không dám động vào cái gì hết rồi. Anh thấy đằng sau này giống như kiểu có một cái cánh cửa nó bị đóng chặn lại này. Ở đâu nhỉ? Trên bàn này có gì ạ? Cờ vây hả? Chơi cờ vây hả? Đây là cờ gì nhỉ? Ôi, anh này không biết cờ vây nữa các bạn. Không hiểu gì cả, cờ vây đó mà ơi. Ui, cái gì đấy? Hất ra thôi. Quả nhiên bên dưới có đồ. Tưởng mãi cái gì nó tòi lên trên nó hất ra, kinh quá. Hộp khóa. Khóa rồi làm thế nào có thể mở được khóa à? Ồ, một cái hộp khóa hả? Rồi, hết rồi. Cái này không còn gì nữa các bạn. Cửa này không mở được, không xem được, không bật điện được. Phải sửa được điện thì mình mới xem được những cái đồ bên này. Vì nó đang bị tối này các bạn, này không nhìn thấy gì này. Đi ra, à đi 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 ra hỏi. À, bảo cô ấy mở khóa đi. Bảo bảo cái con bé đấy mở, chung chung đi mở khóa đi. Ờ, con này giỏi mà. Đúng rồi. Cậu nó có thể mở khóa cửa. Đúng đúng. Mình không tìm được chìa khóa cái rương này, cậu có thể mở nó không? Rồi, cậu để mình thử, mình mở luôn. Mở luôn. Trung tiểu huyên rút một món đồ giống như là kẹp tóc cắm vào ổ khóa rồi ngoáy ngoáy ngoáy. Nói chứ hơn 20 năm qua cũng không khác gì người thực vật, một hôm nào đó đột nhiên tỉnh dậy. Nếu như mà không quen biết thì thật là khó tin, đúng là kỳ tích của y học. À vậy là cậu này hướng nội, kiểu không biết nói diễn đạt ý mình như thế nào và không biết dùng điện thoại là bởi vì trước đó cậu ấy hôn mê. Cũng không phải người thực vật, cha mẹ có thể dắt mình đi, cũng có thể mình làm một số việc cơ bản theo lời của họ, chỉ là mọi người đồn đại hơi quá lên thôi. Công tử nhà là nhà giàu à? Không biết nữa. Cậu thực sự không có chút ký ức tiền kiếp nào sao? Mặc dù cậu ngốc nghếch nhưng mà sau một năm có thể nói chuyện được như bây giờ cũng rất là tiến bộ khoa học đấy. Ủa, có vẻ anh này bị chậm phát triển. Chứ bây giờ một năm thì nói được như này, nghe bạn này kiểu chê bai luôn ấy, kiểu anh này không được nhanh nhạy ấy. Kiểu như đang khịa thôi. Những năm qua mình cảm thấy giống như bị nhốt trong một giấc mơ không thể tỉnh dậy. Nhưng mình có thể nghe được giọng nói của cha mẹ, họ vẫn luôn thử dạy mình như người bình thường. À bình thường, mình không phải là người bình thường để bố mẹ dạy mình trở thành người bình thường. Ok. Cậu cho rằng đã gặp mộng yên trong mơ vì vậy mới thích cô ấy ư? Nghe có vẻ giống như là chim non mới nở chỉ nhận mẹ vậy. Mình cũng chỉ nhỏ hơn cô ấy có 7 ngày. Cậu nói vậy chả khác nào là... Ui, mở được rồi. Mở được rồi à? Ui, đã xong. Không cần cảm ơn. Còn nữa, nhìn thấy đồ điện hỏng ấy thì đừng có tới tìm mình. Thế là chị này chỉ biết sửa mới mở khóa thôi, không biết sửa điện. Vài cuốn sách rất là dài. Và cô đưa lại cho mình cái hộp rỗng. Mình có thêm sách. Hộp rỗng để làm gì? Để đựng cái gì đấy à? Sách như thế nào? Cuốn sách để vào đâu? Ô bên cạnh rồi. Hả? Em thấy cái ký hiệu trên sàn nó... Thấy nó giống gì chưa? Thấy nó giống gì chưa? Chưa. Giống cái gì hả? Nó giống cái tai mũ. À, ừ nhỉ. Đồng xu với cả cái tai mũ. Đúng không? Em nhìn cái này, tự nhiên lúc nhìn xuống một ngược em thấy cái này nhìn quen quen rồi. Đúng không? Tai mũ hình vuông, tai mũ hình hoi. Đúng. Anh vừa bảo nó là một sự kiện gì đấy, anh tưởng sử dụng cái đấy để đi mở cái gì. Bây giờ nhá, số 1, 1 2 3 4 là thứ tự này và đến hình này, sau đấy là lên xuống cái gì ấy. Có mũi tên nữa đây này. Đầu tiên là cái hình chữ nhật này. Đâu, hình chữ nhật là cái này, hình chữ nhật bên này nhá. Kéo lên. Thứ hai. Ôi, thật sự anh làm hỏng hết rồi. Kéo lên một lần thôi. À, ok là. Em đang đọc cho anh mà. Kéo lên một lần đúng không? Kéo lên một lần cái đấy. Ok. Thứ hai là cái tròn bên phải. Kéo lên một lần. Ok. Thứ ba là cái hình thoi bên phải kéo xuống. À, thứ tư là cái hình tròn bên trái. Hình tròn bên trái đây. Kéo lên. Thứ năm là cái hình thoi bên trái kéo xuống. Đây là cái gì? Hình như giống văn vật nhìn thấy ở trong viện bảo tàng. Đây là một người gốm. Tại sao lại có thể động đậy và di chuyển? Nó còn trên cổ nó còn đeo chìa khóa này. Nó cứ chạy rồi. Người gốm này chạy nhanh quá. Thế này không thể bắt được nó đâu. Cần nghĩ cách gì đó mới được. Chụp cho nó cái hộp. Chú hộp à? Em định bảo anh lấy sách đập cho phát. Giật đập nó. Nếu như người gốm này chỉ biết chạy đường thẳng như này có thể là bắt được nó rồi. Hy vọng nó không thông minh tới mức là có thể né được cả cái hộp của mình. Rồi. Đuổi nó. Đuổi nó. Chạy vào hộp đi. Rồi. Mày à, bữa mày chạy đâu? Tuần Nguyên Phong đi qua giường mở một khe lấy chiếc chìa khóa ra. Sau khi khóa chặt giường lại, liền để trên bàn. Không biết tại sao cứ có cái cảm giác thứ này cố tình gây sự với mình. Nhốt nó bên trong thì hơn.
ngươi cản trở ta cứu tiểu đạo rồi. Cho dù ngươi là người gốm thì ta không thể tha thứ cho ngươi được. Đấy là bên thành nghĩa phải ta lấy sách đã đập. Lấy được chìa khóa các bạn. Biết rồi, biết chìa khóa này đâu rồi. Chìa khóa chữ thập chính là cái ổ khóa điện. Đúng chữ rồi. Thập luôn. Chỉ có đây nãy giờ chỉ có một dữ kiện là có một cái ổ khóa ở đây đâu các bạn ạ. Lạ thật. Tại sao sau khi cắm vào lại không thể xoay được nhỉ? Ồ, nó lại trái phải à? Ờ, lại kiểu rích rắc lên cái xuống trái phải rồi các bạn. Trên dưới trái phải. Chưa có manh mối rồi. Thì phải đi tìm thôi. Cuốn sách này dùng để làm gì, để vào đâu nhỉ? Mà cuốn sách mình sẽ phải để vào chỗ nào cần cuốn sách. Để vào đây, không được. Đưa cuốn sách cho bạn này, đọc. À đâu, lúc ấy nó đưa lại cho mình nó đọc rồi ta. Nhưng mà chữ này không còn gì, chuông không còn gì. Chắc chắn ở trong phòng này rồi các bạn ạ. Mình xem còn cái gì nữa. Chỗ này. Không động vào. Ô, quyển sách này mở ra được này. Ờ, quyển sách này mở ra được đấy, mình không, bỏ qua. Quyển sách trong này. Trong cái kệ này có một quyển sách và mở ra xem được. Ở trên này nó có hình một cái bản điều khiển. Bản điều khiển bọn rối đấy. Người ta sử dụng cái dấu như kiểu chữ thập để điều khiển con rối này. À. À đây rồi. À đây. Đây rồi. Gặp nhá. Dùng hồn làm sợi tơ, dùng rối gỗ làm trung gian, dùng di vật hung sát gọi tà, có thể tiến hành kịch quỷ. Kịch quỷ là lễ tế tự, tư thái không được sai sót thì mới có hiệu quả. Tư thái âm luật có liên quan với nhau. Nếu rối ma tự cử động thì cần tấu nhạc theo tư thái, nếu không sẽ không có tác dụng. Ok. Rồi, manh mối đây các bạn ạ. Đây, bây giờ là Chụp. Trái xuống, trái rồi, phải thử xuống. Lật trang sau xem. À, mình chụp tiếp đây các bạn này. Nó là cái bảng điều khiển đấy. Rồi. Từ sợi dây liên kết với một cái nút ở trên đúng không? Sau đấy nó lên nối với cánh tay, cổ tay hay là bộ phận nào đấy của con rối. Đây, tất cả bắp chân này. Sau đó điều khiển cái này là điều khiển con rối luôn. Đây là gì? À, đây là lại vài tiếp tư tục. Thế của con rối. Ok. 3, 5, 3, 10, 7, 6, 2. Hết rồi các bạn ạ. Bây giờ mở được cái ổ điện đầu tiên. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đọc cho Baby Thành này. Thằng trái. Xuống. Trái. Phải. Xuống lên. Quá easy quá. Rồi, ở trong này mình thấy có một cái cầu giao điện. Một cái... Lại nữa hả? Ai à. Rồi, xong lại cần phải giải rồi. Nhưng cái này cũng phải có manh mối đấy. Ừ, đúng rồi, chưa có manh mối gì. Mà đèn các màu luôn này. Sập đi. Sập cầu giao đi ạ. Ngắt, cái gì gọi là... Đẩy cầu giao lên ạ. Lạ thật, sao vẫn không sáng? Nên là không phải cầu dao của chỗ này. Đi ra thế nào? Nó là cầu dao chỗ nào? Chỗ nào? Ủa rồi. Đi ra ngoài hẳn thế nào? Quá, nhìn không rõ. Thế là sáng chỗ nào nhỉ? Ra hẳn ngoài, xem cho sáng chỗ nào. À, đây này, nó sáng đây này. À, tại sao đèn chỗ này đột nhiên lại nhấp nháy vậy? À, chính là cái đèn chỗ này, các bạn nó chiếu xuống chỗ này luôn này. Rất có quy tắc. Như có thể là có người hoặc thứ gì đó đang muốn nói với chúng ta điều gì. Đúng rồi đấy. À, xanh đỏ. À, cái màu của cái nút đèn đấy các bạn. Nào, bắt đầu này, từ từ. Anh đi nhìn lại này. Ốc của anh nhìn này. Đỏ, xanh, trắng. Ủa? Sao mà hiểu? Đỏ, xanh, trắng. Đỏ, xanh. Giống như kiểu nó là thứ tự ấy. Trắng. Giống như kiểu là thứ tự ấy, đếm xem là đỏ xuất hiện mấy lần. Đỏ, xanh, trắng, xuất mấy lần á? Xuất hiện mấy lần, từ. Vào đây thì mình cần xem nào. Có 5 cái nút. Đỏ, xanh. Sai. Sai chắc chắn luôn, tại vì là số lần hiện không cần đếm cũng biết nó nhiều hơn 5 nút. Thế thì hiển thị màu đỏ là đếm số lần đúng không? Đếm số lần để biết số thứ tự. À, đếm số lần để biết số thứ tự. À, hiểu rồi. Chứ anh tưởng lại bấm theo màu, nghĩa là... Nhưng mà mình nhìn thấy nó nhiều hơn là số 5 rồi, làm sao mà không biết cách của anh được? Thì anh đang nghĩ là tại sao nó nhiều này. Rồi, bây giờ là thử lại này. 2 là 5 này. Từ từ, xem lại này. Rồi, đếm lại đi. 2, xanh là 2 này. 3 là trắng này. 3 là trắng. 5 là đỏ này. 1 là đỏ này. Nào, đếm như vậy đó. À, thế thì anh đếm cũng lộn xộn quá nên là ok đây. Không có đếm từ cái rõ ràng là mấy cái hình một, mấy cái một... đèn đấy nó phát ra cái tín hiệu liền nhau. Rồi, 1 là màu gì? 1 là màu đỏ. 5 là màu đỏ chứ? 1 cũng là màu đỏ.
À ừ. À. Một là màu đỏ, hai là màu xanh, ba là màu trắng, bốn là màu trắng luôn. Bốn, lần lượt từng màu đi. Đúng rồi. Bốn nó không sáng, không bạn ơi, bốn sáng. Nó không có gì. Rồi, đây lại có một cái cầu dao nữa. Dập cầu dao lên, được rồi. Đúng rồi, sáng như ban ngày luôn. Đúng rồi. Và bây giờ có thể xem được bức tranh này. Lương Thiếu Bình, trượng nghĩa gây họa, hả? Ừ. Những hình áp phích này quái lạ. Kịch Rối Gỗ thật sự có tiết mục này sao? Ừ. Trông bị đạp khổ đấy. Hình áp phích, ok, ừ, được hình áp phích. Trên này tôi không với tới chỗ cao như vậy, chắc phải kiếm cái gì ở đây rồi, chỗ mua rối đây này. À đâu, không phải chỗ này mình xem rồi. Không, chỗ này xem rồi. Được rồi các bạn. Thấy chưa? Chỗ này cao à? Sách này xem rồi. Ừ. Mấy này không bỏ sót cái gì nữa các bạn ạ. Hết sạch. Chỗ này xem nào, thử dẫn áp phích vào đây này. Không, mình phải dẫn áp phích cái chỗ dẫn áp phích chứ. Ờ nhỉ. Ở chỗ gần chỗ bạn ấy ngồi á. Đưa bạn này đọc sách, nó cũng không đọc. Ui, nó có mất đầu nó chứ làm sao mà đọc được sách được. Nó vừa áp thôi. Áp phích cho vào đây. Đúng rồi. Rồi sao? Hình như à lấy, rồi có thể rơi lấy cái gì đấy, cái đinh đấy. Lấy cái đinh. Đúng rồi. À mình đóng vào cho nó chắc đúng không? Đúng rồi, không nó rơi. Ok. Bấm nhầm. Đây rồi, đấy, rơi hộ cái. Thế này chắc rồi, không rơi được nữa đâu. Rồi sao? Tiết mục hôm nay. Và là tiết mục hôm nay là tiết mục khác rồi. Chụp đi. Ra ngoài nào. Không các bạn ạ. Ủa mình làm cái đấy xong rồi mình không được cái gì à? Ủa, cho mình cái gì chứ? Bên ngoài này là không còn dữ kiện gì nữa này, mình sẽ phải đi vào trong bên này. Ồ, vậy là cứ khi nào áp phích thay đổi là màn kịch sẽ thay đổi. À, rối gỗ và bối cảnh trên sân khấu sao lại thay đổi rồi? Vì... rồi, vì là vở kịch khác, vở vì kịch mình khác. Đã dán áp phích khác. Đúng rồi. Ờ. Ai ôi, con nó đấm mình. Rối gỗ này, chuyện nữa thì đánh nga mình, làm sao đây? Mình chưa từng đánh lộn với ai bao giờ. Đúng, anh này vừa đừng nói là rối gỗ. Vừa tỉnh lại. Nó đánh mình tới nơi rồi, né đòn. Đánh của chúng trước đã. Ừ. Rồi xong nó đấm mình luôn các bạn ạ. Đấm mình vô mồm. Ứng chiến. Ứng chiến luôn. Thất bại. À, khi mà cái vòng nó đi vào trong cái vòng tròn có hình đấm, anh mới bật bấm. Okay. Đấy, đúng rồi. Ui, né hay quá. Né hay quá. Mặc dù chưa luyện tập nhưng mà mình cảm thấy võ công của mình rất là cao cường. Dễ dàng né những đòn đánh của chúng. Đúng. Có điều cứ né thoải mái thế này cũng không ổn. Làm sao đây, cũng không thể nắm đấm, không thể dùng nắm đấm để đấm lại chúng nó sao? Đấm thừa. Ui. Có nhất thiết phải thế không? Giật cá mình. Là ý gì? Điều này là rối gỗ này đã bị đánh gục tất cả hai con kia sao? Tại sao không có động tác nào mà lại không có đầu? Tuần Nguyên Phong ngẩng đầu nhìn phòng điều khiển rối gỗ ở bên trên sân khấu. Trong bóng tối loáng thoáng nhìn thấy như có người đang đứng ở đó nhưng không hề động đậy gì cả. Loáng thoáng có người đứng trong đống tối không thấy ai động đậy. Hình như có người đang điều khiển những con rối gỗ này. Ừ. Mình có nên gọi một tiếng không? Nhưng phải gọi là gì? Bảo họ đừng dùng rối gỗ để đánh mình nữa sao? Hay đừng gọi nữa? Dù sao thì chắc chắn là họ cũng không trả lời mình đâu. Mà chui vào đây xem nào, kiểm tra. Từ từ, con rối này không ấy được, mình sẽ chui vào trong này các bạn ạ. Mình vừa đi từ trong này ra. Vậy là mình đi ra luôn, đi ra đi. Bên ngoài này có gì thay đổi không? Bên ngoài này vẫn vậy các bạn ạ, không có điều gì thay đổi cả. Nhưng mà mình nghĩ là con này nó có thiếu giày à? Bên này một chân bấm đi. Bấm vào nó nào. Đây, bấm hết các điểm. Bấm vào cái ghế, quá lấy cái ghế. Lấy cái ghế. À lấy ghế chứ. Chào lên cái chỗ này. Đúng rồi. Ok chưa? Chiếc ghế này không đủ cao. Dùng thứ gì nó đó để kê lên. Chỉ cần cao thêm một chút là mình có thể nhảy lên và chạm vào. Rương cất người gốm đã đành. Nó chắc chắn là sẽ bị rung ngã mình. Để quyển sách lên. Không được, kê cái đinh lên. Không, để quyển sách lên lại đi. Đâu, quyển sách vẫn để đây mà. Không để dưới ghế được. Để đi, để đi. Ủa. Chỗ sách này dày quá, kê bên dưới chắc là được rồi. Ở lúc ấy anh bấm mà không được nhỉ. Anh biết chắc chắn là sách chỉ để kê cái này mà sách nát mà. Cho dù thay đổi thế nào đi nữa, cũng chân ghế nó sẽ bị cầm kiêng. Như vậy tôi không dám trèo lên, có thể mình ngã sấp mặt mất. Còn có gì để kê bên dưới nữa không nhỉ? Kê điện thoại. Kê điện thoại lên. Ui, được luôn. Trời ơi, mình chưa bao giờ thấy người ta dùng điện thoại một cách ảo ma này. Dùng làm mũi đinh rồi làm kê bàn. Tại vì mỗi anh này thôi. Anh này không chứ giờ iPhone 15 mà kê thế chết.
chỉ có thể dùng cái này thôi, không biết có làm hỏng điện thoại không. Nếu vậy thì phải đền cho cô ấy một cái mới thôi. Không biết điện thoại có mắc không? Mắc lắm. iPhone 15, 50 triệu. 50 triệu, chuẩn bị 50 triệu đây. Ok. Rồi, leo lên. Đúng rồi, leo lên trên nào. Ôi, tầng gác mái luôn. Mật thất đấy. Trên này chắc là chỗ để người ta điều khiển rối gỗ. Không biết có bên trong có gì. Lên luôn. Lên thì mới biết được chứ bây giờ. Ui dồi. Sau khi Tuần Nguyên Phong trèo lên, đột nhiên phát hiện xung quanh có rất nhiều người, nhưng mà không phải người, rối gỗ mà. Đây là rối mà. Sao ở đây lại có nhiều người vậy? Tại sao họ không nói gì, không chú ý tới mình sao? Nhưng cô gái trước mặt mình hình như đang nhìn mình một cách rất là chằm chằm. Trường hợp này mình nên nói gì? Chào hỏi sao? Nhưng người xuất hiện ở đây lúc nào e là có ác ý với mình đấy. Giả bộ như không nhìn thấy, lùi xuống không biết có được không? Ôi bạn ơi, bạn nghĩ lắm quá đấy, bạn đến mẹ hỏi luôn, nhìn kỹ hình như đều là rối gỗ. Cũng may, giống người thật quá. Sư phụ điều khiển rối gỗ cũng là rối gỗ. Và trên người còn có dây điều khiển, thật là kỳ lạ. Hello, dùng tay không thì không thể kéo đàn nhị được. Thế là phải kiếm một cái đánh đàn nhị đấy. Một cái như kiểu một cái cần dây để đánh. Ồ, đây chính là cái trong sách ấy, đúng không? Đúng. Chính là cái trong sách mà nó hiển thị cái nào kéo tay, kéo chân ấy. Ok các bạn, rồi. Hai rối gỗ bên phải không có tấm dây điều khiển giống như con bên trái. Nên là vừa rồi chúng đang điều khiển hai con rối người gỗ phương Tây tấn công mình. À, thế là hai đứa này mỗi đứa một con người rối phương Tây đấm mình. Trên này treo mấy cái này kinh quá các bạn ạ. Sao treo như này nhỉ, ghê thật ý. Theo kiểu quần áo hay gì hay có rối đúng không? Không lấy được cái gì nữa các bạn. Cánh cửa này bị đóng chặt rồi, không mở ra được. Trên cánh cửa có dán cái gì vậy? Gần đây, công việc cải tạo nhà hát múa rối Lục Khôi bỏ hoang đột nhiên dừng lại. Theo người trong cuộc tiết lộ, khi đào đất nền phát hiện mật thất dưới lòng đất không nằm trong hình thiết kế của nhà hát. Trong quá trình thi công sau đó cũng liên tục xảy ra sự cố. Ví dụ thi thoảng lại có thiết bị mất kiểm soát, các biện pháp an toàn bị hư hỏng mà không có lý do, khiến cho nhiều người bị thương, cuối cùng chỉ có thể tạm ngừng thi công. Nhà hát này từng là kiến trúc tiêu biểu của thị trấn X Xương, nhờ các đặc điểm sáng tạo như rối gỗ kích thước giống như là người thật. Thế là? Nhưng mà nhìn nha, cái hình con rối này nha, nó giống cái con rối. Lúc ấy ở dưới nhà của mình, nhưng mất đầu. Cái con nó đi một giày, anh bảo là nó thiếu giày ấy. Hay là mình sẽ điều khiển cái con đấy nhỉ? Cho nó đứng giống như thế này. Đúng rồi, anh nghĩ thế. Để chụp ảnh lại nha. Để cho giống cái tờ báo này. Đây là dữ kiện đấy các bạn ạ. Các bạn đây dữ kiện đấy, chắc chắn thế luôn. Chỉ là con đấy nó mất đầu thôi. Và bây giờ mình sẽ điều khiển cái con rối đấy nha các bạn. Bây giờ mình xuống kia này các bạn. Đâu con rối rồi. Đây con rối đây. Nó đứng y chang luôn trong ảnh. Bây giờ chân nó phải giơ sang bên trái màn hình các bạn nhìn đúng không? Tay nó cũng phải giơ sang đúng không? Một tay như thế này, một tay như thế này. Ok, chân thì chắc giữ nguyên à? Không, chân một chân ra ngang. Chân đen là giữ nguyên. Chân đen có giày giữ nguyên. Ok, còn tay. Ok. Ồ, tay này nó kiểu bị khùng như hình như cái này. Đúng rồi. Bây giờ mình quay lại cái chỗ ấy nha. Quyển sách đây có quyển sách nó hướng dẫn này các bạn này. Em chụp rồi. Đấy, quyển sách đây này các bạn này. Ok, chúng ta bắt đầu cái này này. Rồi. Nha. Cái nào là điều khiển tay đây? Đầu tiên chúng ta sẽ phải điều khiển khuỷu tay bên trái. À đâu? Đúng rồi, khuỷu tay bên trái. Khuỷu tay bên trái. Hơi căng đấy các bạn ạ, mình chưa bao giờ điều khiển cái này giật dây này cả. Rồi, anh cứ vắt thử cánh tay xem nào. Cánh tay nào? Đầu tay là cánh tay là đầu tiên, vắt cái dây đây, này. Đúng không? Rồi, chúng ta đi xuống đi xuống xem nó thế nào đã. Sai rồi. Vậy là cánh tay cái này không phải cần. Phải kéo bàn tay lên nữa. Không. Không phải kéo cánh tay. Đúng rồi, reset lên rồi mình hiểu rồi. Chỉ kéo bàn tay. Rồi, hiểu. Reset. À không cần reset, ấn vậy là được rồi, ok nhá. Rồi, đây, reset này. Vậy là cánh tay của nó thì giữ sẽ giữ nguyên này. Chúng ta sẽ sửa cổ tay của nó. Cổ tay là nút thứ hai. Đây đúng không? Đúng rồi. Okay. Rồi, sau khi cổ tay trái của nó giơ lên thì chúng ta sẽ sang chân trái của nó. Cái chân trái của nó mình sẽ ra là đùi của nó, đùi đấy, đùi. Kéo đùi, rồi. Đùi. Đây à? Đùi ở đây, đúng rồi, đùi đây. Rồi. Và bên này là tay của nó này, chúng ta sẽ bên phải, chúng ta sẽ điều khiển cánh tay bên phải, là cái này. Ok. Rồi, cánh tay bên phải.
Và đến xuống kiểm tra được chưa? Kiểm tra đi, xuống kiểm tra đi. Xuống kiểm tra đi, anh nghĩ là kiểm tra mới nhìn ra hình nó được. À, thiếu bàn tay. Đúng rồi, bàn tay, rồi chúng ta lên. Bàn tay phải lên. Bàn tay phải thẳng lên các bạn ạ. Rồi. Cổ tay chứ. Bàn tay. Không có bàn tay. Tay chính là cái tay. Là cái tay, bây giờ cái thứ ba, móc cái thứ ba lên. Ok. Chuẩn rồi. Đúng luôn. Không phải. Cái chân này sai này. Ừ, đúng rồi, bắp chân nữa. Cái này phải bắp ống đồng này, bắp chân này này. Bắp chân, phải giơ chéo ra nữa các bạn rồi, đúng ạ. Rồi, phải đúng. Chéo như này mới đúng. Yeah yeah. Người đầu lần đầu tiên điều khiển rối các bạn. Đây. Bắp chân là cái cuối cùng. Được chưa? Ok. Rồi đấy. Được đấy. Chắc là động tác này rồi. Tôi phải xuống xem sao, chắc chắn là đúng luôn. Đúng luôn rồi. Lần đầu tiên điều khiển rối gỗ các bạn. Đúng luôn đấy. Rồi, nó bay lên rồi. Mất điện rồi. Lương Thiếu Bình à, Lương Thiếu Bình, tôi đã dạy cậu như thế nào? Không được đắc tội với người Tây. Một kẻ kéo đàn bị tát thì có làm sao? Sao cậu lại vì việc đó mà đánh khách như thế? Ôi giời. Đánh khách như thế, đúng là phí công tôi nuôi lớn cậu. Vốn nghĩ sau này sẽ gả sư muội của cậu cho cậu, cậu có thể là một lang quân như ý, là trụ cột gia đình. Nhưng không ngờ cậu lại gây họa. Họ chúng tôi đúng là mù mắt rồi. Mù mắt mấy lần thu nhận cậu. Trưởng đoàn kịch chửi ác liệt đấy. Đúng rồi. Cút. Mang đồ của cậu. Cút. Cút cho khuôn bắt tôi. Cút. Càng khôn các bạn là bị đuổi. Ui. Rồi ném hành lý luôn mà. Cả cậu nữa. Kéo đàn mà cũng đắc tội với người Tây. Cút. Hôm nay ông cục ông đuổi hết luôn. Đuổi hết cả đoàn luôn. Dỗi thật. Rồi. Đấy, đây. Nó cho luôn cái kéo đàn. À, kéo đàn. Nên kéo đàn nữa các bạn. Đúng rồi. Mình Lương Thiếu Bình vì gây họa nên bị đoàn kịch đuổi đi. Người nhà này họ Trung không biết có quan hệ gì với Tiểu Trung không? Cũng không biết phải hỏi thế nào. Thôi mình không hỏi thì hơn. Rồi, có cái để đánh đàn. Có tượng rồi, mình có cái tượng thứ hai để vào chỗ ô cửa đấy các bạn. Đúng rồi, đây có mật mã này. Ủa. Ôi, mật mã không biết gì, chứ này không biết. Biết kéo đàn chưa nhỉ? Nên kéo đàn được. Lên kéo đàn luôn. Kéo cây đàn. Mặc dù là lần đầu tiên chạm vào đàn nhị, như mình có cảm giác mình hiểu một chút. Ôi giời, hiểu chút. À, mình biết rồi. Sách. Trong sách có. Đây, trong quyển sách này các bạn. Cô này đang đứng cái dáng này. Đây đúng không? Đây. Dáng 353 nha. 353 là dáng này đúng không? Đúng. Ok. Lên. Nào, dáng 353. Dáng 353. 353. 35. Lên chưa nhỉ? Chưa. Thấy chưa? Bảo chưa được rồi mà. 353. Đầu phát sáng. Rồi. Chuyển sang dáng này. Dáng này là dáng 17. 17 à? Ừ. 17. Dáng này là dáng 62. 62. Đưa cái gì ấy? Một tấm thẻ nhỏ, có vẻ là một tấm thẻ bằng kim loại. Tấm thẻ này bỏ vào đâu đây? À đây, cái gì ấy? Mấy con rối gỗ kia tại sao lại thay đổi động tác rồi? Nó chỉ lên múa vườn ba lê. À, vườn thiên nga. Ảo thật đấy các bạn ạ. Ui, kinh thế. Có một chiếc đèn chiếu bàn tay này thành bóng, có cảm giác có hàm ý gì đó. Đốt ngón tay của rối gỗ hình như có thể hoạt động. Mình thử xem. À, nó thay đổi tư thế là nó sẽ không sáng đèn nữa nha các bạn nha. Nó phải đúng cái hình đấy nó mới sáng. Đổi thay động tác khác, đèn sẽ tắt. Đúng rồi. Đổi lại thành động tác này, đèn sẽ sáng. Lẽ nào là... Là gì? Ô đây nó sáng này, ô đấy nó vừa sáng ấy. Lẽ nào mình cho hết đèn sáng rồi. Hơi quá các bạn. Rồi. Chậm thôi. Rồi, được luôn này. Tiếp đi, còn mấy cái kia chưa sáng kìa. Chậm thôi. Hơi quá các bạn. Ok. Đâu giống hình các con vật này. Đây cái này chưa sáng kìa. Ok. Còn cái này nữa. Còn cái này tối om. Điều này có khi nào ná manh mối gì sao đó lại ngọng thế? Điều này có khi nào là manh mối gì đó, là có thứ đồ thần quỷ nào đó đang giúp mình sao? Mình có nên cảm ơn nó không? Nhưng không nhìn thôi thấy đối phương, không cảm ơn được. Được rồi, kỳ lạ được. Bạn rồi. Vật sai phương hướng. Được rồi, đừng nói quá nhiều. Cảm ơn nhé. Tóm lại vẫn là nói cảm ơn. Ok.
Nói rồi. Thôi được rồi, nói rồi là được rồi. Đối phương không có phản ứng gì cả. Điều khiển gỗ gỗ gật đầu với mình. Quả nhiên là rất kỳ. Lần sau không nói nữa. Nói lắm quá rồi. Nói sao rồi còn phải suy nghĩ xem là mình lần sau không phải nói. Quá mệt luôn. Nói rồi là nói xong rồi. Nghĩ lần sau không phải nói. Nó mệt quá đi bạn ơi. Rồi sao? Những cái bóng này manh mối nào đó. Manh mối là chụp. Chắc chắn là liên quan tới cái hình gì đấy. Chú B, được chưa? Ok, chú về đúng không? Ừ. Ok. Xuống dưới. Gì đây? Lại có một cái ổ điện. Đây, manh mối đây. Thấy luôn. Manh mối, bấm vào luôn. Ok, từ xem còn gì. À đây, hết rồi. Bấm ạ. Nó sáng cả khu này lên luôn các bạn ạ. Đúng. Rồi. Nhưng mà như nào nhỉ? Nhưng mà như nào? Đầu tiên là con chim này. Đầu tiên là con công, đây em bấm nhá. Con công, bấm đi. Đầu tiên con công con này. Công. Thứ hai là con này này. Thứ ba là em sai con rồi. Này này. Ừ, đúng không? Thì thứ tư ôi trời, sai. Trời ơi, ốc ơi. Đầu tiên là con công này. Rồi. Đầu tiên là con công. Thứ hai là con này. Con mỏ vịt đúng rồi. Thứ ba là con này đúng không? Đúng rồi, chính là con đấy. Chính là con đấy. Thứ tư là con gì? Thứ tư là con thò ba ngón lên. Ba ngón đấy, dưới luôn. Đúng rồi. Thứ năm là con trên con vừa bấm, đúng rồi. Thứ sáu là con cụp ngón tay xuống. Con đấy, này đúng không? Con đấy đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lại là một chiếc cầu dao, thật kỳ lạ, tại sao lại nhiều cầu dao như thế nhỉ? Ừ. Cũng không biết cầu dao này dùng ở đâu. Kéo lên trước đã. Nhớ chỗ nào đó thì cần điện thì mình cứ kéo lên thôi. Đây có mảnh nữa này. Mảnh nữa này. Mảnh thẻ nhỏ. Vậy là mình đã có hai mảnh thẻ rồi. Thử ghép hai cái này lại được không? Không, nó phải ở đâu ấy chứ mới ghép được chứ. Rồi xong, còn dị kiện gì không? Mấy con búp bê này không xem được. Trên trần nhà mấy bộ áo này cũng không xem được nữa rồi. Nói chung khu này nó sáng lên hết. Mấy cái hộp này không mở được, hết sạch. Sẽ sáng đèn này, xuống dưới đi, sẽ biết đâu sáng đèn đấy. Cửa này vẫn chưa mở. Giờ xuống. Hết đánh đàn rồi bạn ơi. Ra đấy, ngoài chiếc hộp. Đây chiếc hộp này. Hóa ra là để vào đây à? Nhìn thấy luôn mà. Hình dáng này 711070. Và từ phải sang. Từ phải sang đúng không? Thế từ thì từ phải sang mà. Đây là có mũi tên này. 070117 0701 7. Được rồi đấy. Hình áp phích. Một tấm áp phích kịch đối gỗ vẽ ngôi nhà bốc cháy, tí lại ra dán vào kia. Đúng rồi. Như gì nữa, còn gì nữa? Một đống quần áo kiểu dáng cũ. Hết rồi ốc ạ. Thôi đi ra chỗ cửa đi. Lắp cả cái con mô hình kia nữa kìa. Mình tìm được hai con rồi. Thế làm xem thêm một cái kịch nữa thì chắc là mình đủ. Mình đủ ba con đấy. Lại ghim vô. Đúng rồi, lại ghim vô. Này thì rời hộ cái. Rồi đấy, nó lại đổi rồi bây giờ vào cái xem. Chết của đoàn kịch Thái An nha. Cái chết à? Cái chết của đoàn kịch Thái An. Ok, rồi đi xem. Ôi giời ơi, Minh Linh đúng là một lăng quăng như ý, người chỉ lo chạy trốn một mình để lại mối họa khiến cả nhà ta mất mạng. Oan a đấy, oan gia nó nói để ông. Ông nó rơi ra cái mô hình kìa. Kiếp trước mình từng làm nhiều việc sai trái, hại chết nhiều người sao? Vậy mình phải làm sao? Mình thậm chí còn không nhớ những việc này. Kiếp trước làm sao mà nhớ được? Có nên xin lỗi họ không? Việc lớn như vậy thì cần phải xin lỗi mới có thể giải quyết mình được. Chẳng này cứ lầm bầm vào mình. Mình nên làm gì để bù đắp? Chắc không phải chỉ có thể đền mạng đấy chứ. Mặt rất là buồn à. Nhà như kiểu bị đổ cháy này. Tuần Nguyên Phong ngồi xuống đất, chìm đắm trong tâm trạng tự trách và bất lực. Mình thật sự không hiểu gì cả. Chả trách người ta gọi mình là đồ ngu, đồ ngốc, đồ ăn hại. Mình đúng là một kẻ vô dụng. Lẽ nào đúng là hồn ma mình tìm mình để đòi mạng, liên lụy nhóm người tiểu thúy. Đúng rồi. Chắc chắn rồi. Cho dù muốn mình đền mạng thì cũng không thể là bây giờ. Mình phải đi giải cứu tiểu thúy ra trước. Cô ấy vô tội. Giúp cô ấy rời khỏi đây. Sau đó sẽ nghĩ những việc này. Rồi. Tuần Nguyên Phong cố lấy lại tinh thần và đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy nhặt lấy con mô hình. Hay quá. Một cái tượng hồi mô hình.
Thế là có 3 cái để mở cửa rồi. Ừ, mở cái gì kia? Cái này mở nãy rồi mà ông. À ừ. Hết rồi, nhưng mở được cửa rồi. Ủa gì đấy? Vừa rồi mình thấy thứ rất là kỳ lạ, hình như là... Là gì đấy? Âm thanh gì? Hình như có người nói chuyện. Có khi nào là tiểu đao? Chắc có thể mở cánh cửa kia, mình thử xem nào. Đây rồi. Có rất nhiều bóng đằng sau mình. Chương 2 rối ma xong. Bấm để sang chương tiếp theo. Hỏng rồi. Hỏng rồi các bạn ơi, rối ma luôn. Không lâu trước đó. Ở đây, đây là à, phần này mình chơi kiểu trong vai của bạn Đào Mộng Yên. Đúng rồi. Trong nhà hát cũng không tìm được ra cửa khác. Có thể tìm đi tới bên này thử xem. Mình sẽ vén màn che lên nhìn. Tình hình không ổn thì chúng ta lập tức quay người. Rồi, bị bắt này, giống như cái phần 2 các bạn, bị bắt đấy. Rồi, xong bị bắt vào đây luôn. Đau quá, tay bị kéo đứt mất. Hả? Mà rối gỗ đâu? Đây là đâu? Tiểu Tuần không có ở đây ư? Ồ, sao lại có con này? Nhưng cái tay kia là gì? Không phải chúng ta nhảy từ sân khấu xuống sao? Không, con này ở bên kia mà. Tại sao sân khấu biến mất rồi? Mình nhìn thấy tên ngốc kia đi trước sao? Sao lại không ở đây? Tôi này không quan tâm, nhưng con này nó vừa ở bên kia, nó không thể ở đây được. Thế bên kia có thể là ma. Hoặc bên, hoặc này, bên này là ma. Là vịt, bọn nó là vịt đấy, gọi là vịt. Các bạn ạ. Một trong hai đứa đúng là đứa giả này, đúng rồi, hai đứa mình là giả chưa rồi. Biết đứa nào là giả, nhưng mà có một đứa là giả rồi. Mình nghĩ là con trung tử Nguyên đấy giả. Điện thoại sẽ hết điện rồi. Không đúng, mình mới sạc lúc sáng mà. Thời gian đã qua một ngày rồi. Tiểu Trung lấy điện thoại của cậu ra xem ngày tháng đi. Điện thoại của mình lạ quá, sao không thấy đâu. Mình con này là giả mạo rồi, vì cái bạn kia mới là cái bạn có điện thoại. Con này không có điện thoại. Ờ đúng rồi, đúng rồi, con này là giả đấy các bạn ạ. Đúng rồi, nhìn thấy à. Đừng có mà bốc phét đi, chính là mấy con rối giả danh trên bàn. Đúng rồi, trong này có cái gì động đậy. Trong này có động đậy đấy. Ờ gì đấy, hỏng rồi. Quả nhiên việc này không đơn giản. Mình đoán trong phòng này có rất nhiều cơ quan câu đố, mau giải quyết rồi tìm Tiểu Tuần thôi. Vậy thì có thể giao cho cậu thôi. Mình không hiểu manh mối gì cả. Cậu nói nếu như đây là bắt cóc, vậy kẻ bắt cóc có phải bị bệnh không? Dùng câu đố để lại manh mối là muốn làm gì chứ? Làm sao mình biết được? Không để mất thời gian, tiến lên. Nắm anh em, tiến lên. Rồi, bây giờ lại bắt đầu giải đố. Trường bà kịch ảo giác. Con kia là vịt đấy. Nghe như kiểu cực ảo giác. Nhưng mà đây là kịch nhé các bạn. Kinh kịch. Rồi, mặt con này khó đấy các bạn ạ. Để ý những cái ô màu đỏ vào những cái mặt đây. Rồi, lại một dữ kiện để tí chút. Gì? Thế sao mình không kéo lên là sao? Kéo lên, Ồ, cái nào đấy? Không kéo lên, tụt xuống à? Kéo tụt xuống. À, phải làm sao cho nó rơi đúng vào ô màu đỏ. Đúng rồi, thế nên mới khó. Chứ còn nói thì em nói. Anh thử đi, anh thử đi. Thử à? Ok. Anh cũng chưa hiểu quy trình của nó lắm. Đấy, anh đúng hai cái kìa. Nhưng bây giờ anh kéo mấy cái này rơi xuống. Hiểu nhanh không? À rồi anh hiểu. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì reset lại, làm lại từ đầu này. Không cần. Các bạn ạ. Thế anh có thực sự hiểu không? Anh hiểu làm sao để cho nó vào cái đỏ đỏ này được mà. Bây giờ thả nó may mắn đấy các bạn. Nó là cái trò tư duy mà sao để bảo nó may mắn. Tư duy à? Tư duy chứ còn gì. Làm từ đầu nha. Ok, làm từ đầu nha các bạn. Hiểu cách chơi rồi. Làm sao để cho tất cả này vào trùng đây đúng không? Mình sẽ chọn một cái gọi là thấp nhất để mình xong rồi mình sẽ đi cái này. Đó, có nhanh hơn không? Không các bạn ạ. Bao để rơi xuống, mình sẽ cho nó lên. Cho lên.
Trời ơi. Đùa. Trong đấy có cái gì đấy? Đùa Bê Quý Thành à? À linh tinh. Có một lại con người gốm mất chạy. Đuổi nó. Thứ quái quỷ gì đấy? Lại là một con người gốm. Mình nhìn từng nhìn. Thứ này rồi, thôn Trang Linh, lạ thật, sao lại chạy tới đây rồi? Trong thôn Trang Linh toàn những thứ đồ này sao? Kinh thế. Nếu như mình giả đó mình sẽ gặp ác mộng mỗi ngày thôi. Ừ, giả ngu. Con này diễn đấy, bốc phét đấy. Nói ra cậu tới thôn Trang Linh chính vì giải quyết vấn đề ác mộng này mà. Tại sao cậu đốt hết kinh thư gì đó đi rồi mà vẫn gặp ác mộng thế? Làm sao mình biết được? Vốn dĩ tưởng rằng tháo gỡ việc này xong sẽ không gặp ác mộng nữa, không nói việc này nữa. Tình hình hiện tại đã đủ giống như ác mộng. Lấy nó. Người gốm có thể chạy thẳng. Sợ là có thứ gì đó không sạch sẽ bị nhập vào đấy rồi. Chắc là ma đấy. Rồi, mình đã có một con người gốm. Rồi, lịch không xem được. Cái này không xem được. Cửa này, cửa khóa rồi, phải tìm chìa khóa. Cái này không xem được, bộ tóc giả không xem được. Lại gì đây, một cái cúp. Trên cúp có rãnh. Cắn người gỗ vào không được. Lại cái gì nữa đây? Không rút ra được. Cảnh này đúng là từng gặp đâu rồi. Hung hăng hiếu thắng. Thế thì có một trên cúp có rãnh. Thế thì mình phải kiếm gì đấy rồi. Dưới tủ này không mở được, đi ra ngoài nè. Ủa, cái gì đây? Đây là chữ ghi gì đây? Phần mũi tên của bảng chỉ dẫn biến mất rồi. Thế là phải đi tìm mũi tên à? Ừ. Đây có một cái cửa này. Trên cửa không có tay nắm cửa và khóa. Tí chắc phải đi tìm cửa nắm cửa. Con này kinh thế à? Một rối gỗ bị được giật dây. Nhưng mà không có gì nữa các bạn ạ. Không tác động gì được vào con này. Ảnh gì trên tường kia? Nhìn vết tích chỗ này. Nhìn ảnh xem nào. Trên này có rất nhiều ảnh ở trên tường này. Thiếu, mình vẫn thiếu ảnh ấy. Mình vẫn thấy có những cái đinh nó chưa có được treo cái gì đây hết. Đây có hai cái đinh này. Đây là một số ảnh sân khấu rối gỗ và đinh rỗng. Chưa có ảnh để treo. Thế là phải đi tìm ảnh à? Hết rồi. Vào phòng lại, vào phòng kia nè. Cửa thông gió được che bởi rào chắn. Chắc tí mình sẽ chui được vào đây các bạn. Hết sự dữ kiện. Ở đây xem nào. Mở tủ ra xem nào, cái tủ này. Tủ này. Tủ xanh ấy. Tủ xanh. Tủ xanh. Ủa, gì ấy? Cánh tay rối gỗ. Toàn cánh tay rối gỗ. Sách. Sách tài liệu này. Cái gì đấy? Một cái đầu. À thôi. Mình đoán tiếp theo nữa chấp mắt. Thì có dọa nên chứ. Con Mộng Yên này. Hãy nhìn ghê thật chứ. Bạn Mộng Yên này không sợ những chuyện tâm linh các bạn ạ. Bạn có thể đoán được luôn rồi. Bạn quen không rồi, quen rồi. Chứ bình thường mình sợ. Mình gặp thế mình hơi giật mình ấy. Mình kéo phải đóng bỉm đáy ra quần các bạn. Cái gì? Đầu dấu con này không động đậy. Có phải có bị ảo giác không đấy? Hả? Không động đậy. Thực kệ không quan trọng đâu. À khéo là chỉ bạn này nhìn thấy thôi. Vì con kia đâu phải người đâu. Gần đây có phải trạng thái của cậu không tốt không? Vốn dĩ hôm nay cần được đi thực hiện tư vấn tâm lý mà. Kết quả bị tên ngốc này gọi đi xem kịch. À con này nó ly gián. À ly gián. Làm hai người không tin nhau. Ác mộng mất ngủ chỉ là vấn đề nhỏ thôi, mình quen rồi. Chỉ là tư vấn tâm lý định kỳ thôi. Muộn mấy ngày cũng không sao. Mình thấy trong tủ này đều có cái gì đó. Mở hết ra nào. Con mắt. Mắt giả. Hình như là mắt của rối gỗ. Rất giống mắt thật. À. Con nào cũng thiếu mắt thì nhớ lắp mắt cho nó. À lấy con ở cửa đó. Ờ. Cái gì đây? Không được quên phép tắc của tổ tông. Cho dù rời xa quê hương cũng phải ghi nhớ truyền thống. Tổ sư gia cần đúc rối gỗ cung phụng bằng 3 món đồ là đồ nghề thợ mộc, vật hí khúc và mặt nạ không mặt. Người cung phụng cần thành tâm. Nếu như bất kính với tổ sư gia sẽ gặp phải họa đổ máu. Mong tổ sư gia phù hộ nhà hát mọi việc thuận lợi. Điều khắc rối gỗ cần khắc mắt trước rồi mới khắc miệng. Nguyên nhân là gì? Trong gia tộc có quá nhiều truyền thống thất truyền, bất kính như vậy. Như thế là bất kính. Số phận của tiên nhân các đời là lẽ đương nhiên. Thất bại lần này chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Tổ sư gia sẽ phù hộ tôi. Tôi sẽ thành công. Không có lời nguyền nào cả. Yeah. Tại sao không nên như vậy? Chắc chắn có người đang hãm hại mình. Trong nhà hát có kẻ phản bội. Cần lắp đặt thêm một số camera giám sát. Tôi nhất định sẽ tìm ra hắn. Là hắn, là cô ta hay là nó? Là hắn, là cô ta hay là nó? Ai mà biết. Chắc chắn là nó rồi. Nó là một cái gì đấy. Những cái ô vuông này có phải là cái gì đấy không nhỉ? Không nhỉ? 1, 2, 3 ô vuông này. 3 ô vuông này. Có phải là một cái dữ kiện gì không nhỉ? Rồi bây giờ mình cứ ra mình hay chụp lại đi. Cứ chụp lại không? Được. Đây có bức ảnh. À treo ảnh ra ngoài. Hình ảnh sân khấu kỳ. Hay là ô vuông là bức ảnh?
Anh cũng không biết nữa, nhưng mà đây chụp chụp lại đi. Ờ. Ô vuông này là bức ảnh. Ờ đúng rồi, thứ tự bức ảnh đấy. Thứ tự hay là vị trí? Ờ vị trí hoặc thứ tự, chụp vậy đi. Rồi. Nó có hai trang cho. Ừ. Rồi. Ok. Ok chưa? Ok. Bây giờ đem cái mắt này lắp vào. Lắp vào cái ông kia, có ông kia có cái mắt đấy. Rồi, đi ra rồi các bạn. Trên ông này cho con mắt. Thiếu một con mắt đâu ạ? Ờ. Bây giờ xem ảnh thì còn hai cái mà ta. Treo lên, cứ treo lên. Treo linh tinh đã, đúng không? Treo này đi. Không được. Thẻ sách. Thẻ sách thì liên quan tới sách. Bỏ vào đây. Không được. Con này bỏ vào đây. Không. Thẻ sách cậy này. Ờ, hạch bậy ra. Ôi đúng rồi. Ui, thế này quay được cả office. Trời. Cái gì kìa? Trong này có một cái gì đấy phát sáng. Bên trong có thứ gì hình như là viên bi. Sâu quá mình không lấy được. Cửa thông gió lại quá hẹp, mình không thể bò vào. Ok. Hay cho con rối gỗ này vào lấy cho mình không? Con này biết chạy mà. Đúng rồi. Nếu như góc độ thích hợp, có lẽ dùng người gốm biết chạy sẽ đẩy viên bi ra. Nhưng thứ đồ này có chạy vào theo ý mình không? Chỉ sợ nó lại chạy đi chỗ khác thôi. Thử thì mới biết được. Ồ, thôi được rồi, thử đi. Thôi được rồi, đi thử. Mặc kệ đi, thử đi rồi tính. Ủa nó đi vào thật. Ủa, ôi trời, nó đi mất rồi. Nó mất hút luôn các bạn. Lấy đi. Cày thế nhỉ, nó chạy mất. À, à. Nó đá mình viên bi. Rồi, viên bi lắp vào kia làm mắt. Ừ. Sau khi đẩy viên bi ra, người gốm đã biến mất ở trong bóng tối và cửa thông gió, không biết đã chạy đâu mất tiêu. Ờ. Thật là thần kỳ, người gốm này đang giúp mình sao? Nếu như không phải là bên cạnh còn có người khác, thật là mình sẽ cảm ơn nó. Cảm ơn, chia sẻ. Bên cạnh là không phải người khác đâu, là ma đấy. Tiểu Trung xem tới cuối cùng hình như sắc mặt hơi nhợt nhạt, không còn mạnh mẽ như vừa rồi. Thế là đã tin tình hình hiện tại không bình thường rồi đấy. Mình không nói chuyện với người gốm, tránh làm cô ấy sợ hãi. Nó giả vờ đấy. Ờ, à, đúng rồi. Ờ, làm mắt được thật. Ờ. Ờ, xong. À, có cái tay nắm cửa, có cái tay nắm cửa rồi. Lại biến ra một tay nắm cửa. Mình tưởng rằng một rối gỗ sẽ trực tiếp mở cửa giúp mình. Ôi, cô này trí tưởng tượng phong phú hơn. Gặp ma chắc cũng không sợ đâu. Dọc đường toàn những thứ đáng sợ. Đến góc kia không thể một mình tìm được đường. Chúng ta phải đi cứu cậu ta. Một mình đâu một mình. Con này nó lừa. Đừng cứ nói người khác là ngốc. Tiểu Tuần thực ra rất là thông minh, chỉ hơi thiếu kiến thức thôi. Thế là Mộng Yên cũng thích. Đúng rồi, thích thì mình đi xem kịch cùng. Rõ ràng cậu không đón nhận tâm lý người ta, lại còn nói giúp người ta. Việc này cậu nghĩ thế nào? Mình nói rồi đừng nói về vấn đề này nữa. Mình với cô ấy chỉ là bạn thôi. Đi xem kịch, đi dạo thôi. Không chừng có thể giúp cô ấy bình phục. Cứ ở nhà mãi không ra ngoài cũng là không tốt. Thực ra tôi không muốn nói là tôi yêu bạn ấy rồi. Yêu luôn. Không biết từ chối những người cố tình đeo bám là không được. Sẽ chịu thiệt thòi đấy. Bình thường cậu đừng có như vậy. Con này ly gián. Đúng rồi, con này ly gián này, con này là vịt. Cậu không phải, cậu cũng không phải là cố tình đeo bám còn gì. Có vài người cố tình đeo bám mình, mắng cũng chẳng đi. Nhưng là như người như Tiểu Trung, mình thực sự không biết phải ứng phó thế nào. Đấy, con Tiểu Trung này kia là cứ đi theo. Ừ rồi. Người ta hẹn hò nó cứ đi theo. Ở tay nắm cửa, mở cửa. Ủa cái gì đây? Tiếng hát kịch ở đâu vọng tới vậy, kỳ quá. Nhưng sao Tiểu Trung không phản ứng gì cả? Như thể không nghe thấy gì. Lại chẳng nhẽ chỉ có mỗi một mình nghe được. Thì tất nhiên rồi, nó là vịt mà. Nó là theo như kiểu chơi ma sói. Nó là ma sói ấy các bạn ạ. Ờ, các bạn ơi, nó là một nhân vật phản diện ẩn thân quanh mình. Và đây là đã Mộng Yên bắt đầu nghi ngờ nhá. Lúc này cứ hỏi việc riêng của mình. Rõ ràng cô ấy biết mình không thích nói về những việc này, đặc biệt là trường hợp này. Mà kệ đi, phải thăm dò cô ấy một chút. À, được rồi, mình sẽ đi gọi là đi check va các bạn ạ. Rồi, bắt đầu check va nhá. Cậu nói rằng cậu muốn đổi môn học, tại sao vậy? Lúc trước cậu không phải có hứng thú với môn học này sao? Ai thích những thứ ma quái chứ? Cậu biết đấy, mình vì muốn tiếp cận với anh khóa trên nên mới chọn học môn giống nhau thôi. Gần đây mình nghe anh ấy liên hệ với bạn gái cũ nên là mình bỏ rồi. Người cô ấy nói là anh học khóa trên kỳ lạ từng phỏng vấn mình sao? Mặc dù mình không hỏi đến việc riêng của cô ấy, nhưng xem chừng đúng là phong cách của cô ấy thật. Hãy cứ thăm dò thêm một chút cho chắc chắn. Hôm qua là sinh nhật của cậu, lại liên lụy cậu gặp phải việc xui xẻo này, xin lỗi nhé. Cậu nói gì vậy? Ai lại đón sinh nhật vào ngày xui xẻo thế này? Sinh nhật của mình đã qua một tháng rồi, có mất trí rồi sao? Không đúng. Khi Tiểu Trung ra đời là người nhà nhầm lịch, đăng ký sai ngày sinh. Cậu không phải Tiểu Trung thật sự. Wow. Trách va thành công rồi. Trời. Mày là giả. Hay quá. Mày là con ma. Ủa. À, nó là một con rối gỗ, nó cũng có chữ, nó cũng trên mặt nhá, như mấy người kia. Rồi cô này cạn lời luôn mà. Nó như kiểu bị ở mùa các bạn. Việc ngày sinh nhật là do mình thêu dệt thôi. Vốn dĩ định lập tức xin lỗi, cho rằng mình đùa để khuấy động không khí. Không ngờ đúng là Tiểu Trung giả thật.
Tiểu Trung giả bắt đầu xuất hiện từ khi nào nhỉ? Khi mình bị biến tới đây, hay là khi xem kịch, hay là Tiểu Trung vốn dĩ chính là... À, thôi đừng nhắc nữa, nghĩ nhiều quá rồi. Là gì? Thôi đúng rồi, mình nghĩ nhiều quá rồi, mình hãy đi tìm bạn trai mình đi. Quả nhiên lại biến thành một chế độ một mình rồi, chơi game một mình rồi. Có điều đã quen rồi. Quen rồi, mau đập vỡ những cơ quan kia và tìm đường ra khỏi, hội hợp với họ. Ai trời ơi, lại điều khiển rồi. Điều khiển á? Đây là bức tranh thôi mà. Bức tranh, rồi có trong hình xấu quá, nó có một cái tư thế này các bạn này. Mình không biết dùng để làm gì nhưng mà nó cho mình xem, chắc chắn là có mục đích gì đấy. Ôi giời. Thay đổi được nha. Đổi vị trí được này các bạn ơi. Ôi giời ơi, thế là cần phải tìm dữ kiện. Này có màu dòng màu đỏ đằng sau này. Trên bàn có gì? Trên bàn nhiều đồ quá, có máy may này. Vẫn chưa có điện, phải đi sửa điện. Có sự cố sau khi khởi động, có thể sẽ không dừng lại được. Ok. Đây để cắm điện ở đây này. Bị bùn bịt hết rồi, bây giờ phải kiếm gì cậy ra. Lại bịt bùn vào đấy nhỉ. Bên này có xem được gì đâu, hết rồi các bạn ơi. Bên này. Một bên này có cái đèn trên bàn, lại có một cái có. Mật mã, biết rồi. Đấy. Tay với đầu. Sao tay với đầu là gì không? Tay mới đầu như ở trong ô cửa đấy, ô tủ ấy. Ở chỗ nào? Rồi, ok. Chụp lại đi. Đây, đúng không? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Để xem tí nó có đúng không nhá. Đúng rồi. Ôi rồi, đau hết cả đầu cái game này các bạn ạ. Mình tư duy mình phải đẩy hết tất cả các dữ kiện. Nó cho này là mình phải nhớ hết. Phần sau nó liên quan đến phần trước. Đúng rồi, nói chung chơi hai người sẽ dễ hơn các bạn ạ. Và ghi nhớ thì mình sẽ ghi nhớ được nhiều hơn. Người này không nhớ thì người kia sẽ nhớ. Rồi, mở luôn đi không? Như này. Đúng rồi, như này. Cái này không có gì. Không có gì. Cái tay. Cái đầu, cái tay. Rồi, không có gì, hai cái đấy không có gì. Không có gì. Cái tay đấy với cái tay bên kia là không có. Ôi, mở đồ điện. Cái này có thể đào được ở chỗ ổ điện ra này. Dao khắc. Một con dao nghề vẫn còn... Thợ mộc. Thợ của thợ mộc. Gì? Đá mài. Để mài cái gì ta? Để mình nhớ lại đã. Rồi chờ. Thôi đào thì cắm điện nữa này. Cắm điện rồi này. Bật máy may lên. Ok. Cắm vào. Ôi dồi, không có điện. Lạ quá, nhưng mà đèn trong phòng mới sáng mà ổ cắm mà không có điện. Thế là cái gì cơ? Một đồ trang trí các bạn ạ. Có thể dùng để gắn ở đâu đó. Có một chỗ gắn. Mình nhớ là ngoài như mình bỏ sót một chỗ nào gắn. Rất nhiều trên trần nhà có rất nhiều rối gỗ bị treo. Sợ quá các bạn ạ, sao lại treo đi nó như này. Đèn này sáng này. Hết rồi, chỗ này hết dữ kiện rồi. Cái máy này vẫn chưa có điện nên chưa hoạt động được. Mình cần phải sửa điện cho nó. Bên ngoài này xem nào. Cái này không mở được rồi này. Ủa cái gì đây? Mở được này. Một hộp hình sân khấu. Không vặn được. Dùng dao. Không mở được. Mài. Mài cái gì không được? Không mài được. Không vặn được những thứ. Cần điều khiển. Không vặn được cần điều khiển này. Thế thì phải kiếm cái gì đấy. Hết rồi nha. Điều kiện đây hiện tại là mình chưa thấy. Xem mà còn thiếu cái gì nhỉ. Chỗ này tranh vẽ cũng thiếu một bức tranh này. Mình chưa tìm được một bức tranh cuối cùng ở đây. Đá mài. Cái này đồ trang trí. Hết rồi, khu vực đi này. Vào phòng kia xem nào. Đi phòng này xem nào, có chỗ nào thiếu đồ trang trí không ta. Khóa rồi. Cái gì đấy, khóa. Trên cái cúp. Đây. Đúng luôn. Ở đây, bức tranh đây rồi các bạn ơi. Chỗ này cũng còn dữ kiện này. Mình chưa ấy được cái này, không mài được. Khác cái gì đấy, không được. Rồi bây giờ mình giải bức tranh trong cuốn sách. Bọn mình sẽ rửa lại cái sách kia để xem là vị trí của nó như thế nào. Ảnh chụp đã đủ rồi, mình đoán vị trí này cũng không đặt đúng rồi. Đây là các bạn nhớ quyển sách ở trong này không? Nó có cho mình vị trí đó. Đâu nhỉ? Đây. Những cái hình này là hình vị trí để ảnh này. Ảnh trung tâm là một cái tấm ảnh kiểu nó như thế này á. Đây. Mình nghĩ ảnh trung tâm đây đấy em. Ảnh trung tâm là đấy, đúng rồi, là ảnh đấy. Ảnh nhỏ hình vuông là ở góc này. Đúng không? Đúng rồi. Đúng cái ảnh đấy đúng rồi. Bên này thế thì cái này là đây. Đúng rồi. Đúng. Ui. Cháy rồi, cháy lên đỉnh nguồn lên. Vậy thôi sao? Mình còn tưởng rằng rỗ trong ảnh sẽ nhào dạng. Cô này xem quá nhiều phim kinh dị. Tưởng tượng ít thôi bạn ơi, mệt quá đấy. Đúng rồi. Chìa khóa.
mong rằng mở được thay vì dùng thuốc nơ vít. Mở cái cửa khóa. Đúng rồi, cái cửa xong này có một cái cửa khóa này các bạn. Mở. Chuẩn luôn rồi. Vào luôn. Bây giờ phòng điện à? Đúng. Không. Phòng điện đâu, phòng điện đâu? Đây là màn hình cái gì mà? Ờ giống ở phòng đấy có máy điều khiển rồi công tắc điện rồi các thứ này. Thôi để anh xem nào. Ồ mà máy chơi game này. Camera. Camera. À đúng rồi. Vừa nãy cái ông kia ông ấy chẳng bảo là là hắn là cô tai là nó đấy. Đây là phòng kiểu phòng an ninh và đây là máy ngày xưa nên trông nó hơi phèn các bạn ạ. Rồi không có điện, mất điện. Mất điện rồi. Mà hình giám sát thì chưa có điện. Đấy cái bảng ổ điện à. Từ từ. Công tắc bị kẹt rồi. Dùng kẹt tay. Lấy cái ấy đi. Đây đọc cái này đã. Do sự cố phân phối điện trong các phòng khác nhau, một số màn hình giám sát được quản lý bởi các cầu dao khác nhau. Màn hình số 1 sử dụng cầu dao bên trong hậu đài, mật mã là đỏ, lam, trắng, đen, đỏ. Các màn hình giám sát khác dùng cái gì không biết. Xé rồi. Mất một nửa rồi. Thì bị hỏng cả rồi. Hỏng hết rồi. Kìa, công tắc bị kẹt hay là mình lấy đá mài mình đập nó đi. Đập đi. Mày. Ô, đập được thật luôn. Ô, sau lưng có cái gì đấy sáng nè. Cái gì? Có điện rồi. Màn hình thông sang bên kia. Thông sang bên kia. Đó là Tiểu Trung thật sự. Mau quay đầu nhìn, bên kia có bóng người, nhìn thấy không? Cái chân nè. Chân người. Không thể nhắc nhở quá trời ơi, mình sốt ruột quá. Ủa cái gì đấy? Ủa đằng sau mình anh thấy là cũng đang không ổn. Ôi. Hết hồn. Ảo Makada. Ảo giác sao? Cậu đang sợ gì sao? Ai nói đấy? Lại là ảo giác, mặc kệ đi. Cô dâu giấy. Cô dâu giấy đâu? Hay mặc kệ, chỉ là ảo Makara Ethiopia Australia. Đã quen rồi, ok. Đồng hồ này lại có liên quan tới hình tròn. À, nó lại giống cái hình ấy đấy. Cái hình giống như là cái tai mũ á. Gì đây? À, thế thì phải xem cái này. Tai mũ nhưng mà nó phải liên quan thì cái vật phẩm đây. Từ anh check xem còn chỗ nào nữa không. Chỗ này gần như là hết rồi các bạn ạ, không còn gì nữa. Bóng người Tiểu Trung biến mất rồi. Biến mất rồi. Cho em mất chân rồi. Sao hay vậy? Nó soi ra cái màn hình này. Này. Đây là chỗ cái rèm chỗ sân khấu mình bị kéo vào này. Đây. Mình xem được. Đây. Ốc cho mình này. 1, 2. Rồi nhớ chưa? Chưa, phải chụp lại. 2, 3, 4, 5 đúng rồi. Ok. Nào. Reset. Yeah. Đầu tiên chúng ta đến với cái hình chỉ số 6. Sẽ quay một vòng. Đến số 2. Đâu, từ. Đúng không? Một là cái số 6 quay số 1. Quay một vòng theo một. Chiều này đúng không? Quay một cái thôi. Quay một cái, tức là một số là số 7. Lên số 7. Mấy? Lên số mấy? Lên số 7 cái gì? Quay một nấc. Đấy. Một nấc à? Đúng rồi. Ok. Cái hình tròn quay theo chiều này lên 2 nấc, đó số 1. 1. Ok. Cái hình thoi quay xuống 3 nấc. Cái hình thoi quay xuống 3 cái. Thế nào là hình thoi? Quay chiều bên phải bên trái. Quay chiều này. Bên phải chiều kim đồng hồ. 3 cái là đến số 3. Đúng rồi. Xong rồi tam giác. Sẽ tam giác hết tam giác rồi. Cái này 5 mà. Cái hình thoi quay vị trí 5 lần mà. Ôi giời ơi. Đưa anh xem nào. Không, nhưng đây mà 1, 2, 3, 4 ạ. À nó khác hả? Khác đây này. Cái này quay theo chiều kim đồng hồ. Reset chưa? Một lần. Rồi. Cái tròn quay ngược 2 lần. Rồi. Cái thoi quay xuống 3 quay lần. Quay xuống, quay thoi quay sang bên phải 3 lần. Xong cái tròn quay cái ngược tròn lên 4 quay lần. Ngược lên 4 lần. Lên như nào? 1 2 3 4. Số 5 thì thoi. Bốn là phải số 5 chứ, 4 là phải về số 5 chứ. Đây chưa? Hình thoi 5. 1 2 3 4 5. 5 là phải số 10 chứ. Anh đếm kiểu gì ấy Thành? Đấy. Rồi ok. Bên quý anh đếm sai. Rồi các bạn ơi, dù đếm sao sai. Thì mình cũng mở ra được vì mình biết đấy là mình đếm đúng và quay đúng hướng. Lấy được một cuộn chỉ để may vá cho vào cái máy may hả? Cái gì đấy? Âm thanh gì vậy? Hình như vọng ra từ màn hình giám sát. Qua đó xem đi. Đèn tín hiệu sáng rồi.
vừa tắt lại sáng. Ờ, cái gì? Có lẽ có thể dùng đèn để gửi tín hiệu cho Tiểu Trung rồi. Ừ. À, thì hóa ra đấy là đèn chớp chớp là mình gửi tín hiệu đấy. Ừ. Rồi tín hiệu là gì? Ờ, trong sách nó có ghi á. À, tín hiệu gì? À, đỏ 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 lam này đúng không? Cái gì không chụp đoạn đấy rồi. Đây, đây mình ra xem lại các bạn ạ. Mình nhớ là trong sách có ghi. Đúng rồi. Cái đấy cái đỏ đỏ ấy, đỏ lam gì ấy mà. Đây không không, trang trang đầu trang đầu. Trang đầu trang đầu con. Đây trang thứ hai. Đây. Trang tiếp. Nhớ đâu mà không được với tao mong hiểu mọi việc. Đâu mà nhỉ? Hay trên tờ nào nó có ghi á, có ghi là cái đèn này mà điêu khắc. À không phải, không phải, đây 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 đây, quên quên không phải sách này các bạn ạ. Sách nào đấy? Đây cái tờ này. À ờ nhỉ. Quên mất. Ôi đỏ lam trắng đen đỏ. Đỏ lam trắng đen đỏ. Rồi. Quên quên ngược cái sách. Đỏ. Rồi sao? Đây. Đỏ lam trắng thế đen đâu? Đen không bấm gì vậy. Đen bấm đây. Ờ. Đỏ này. Lam. Lam. Xem ra Tiểu Trung đã chú ý rồi. Ờ. Phải làm này gửi tín hiệu đây. Hay là gửi mật mã mouse. Không đúng, Tiểu Trung không biết cái này đâu. Ờ, đỏ. Đỏ. Không. Đó là Tiểu Tuần sao? Ờ. Chắc chắn không hiểu mật mã mouse. Đèn chỉ có 3 loại màu, mình phải nghĩ xem dùng thế nào. Ok, bắt đầu. Đỏ. Đỏ. Xanh đúng không? Đỏ lam đúng rồi. Đỏ lam trắng. Đen tắt đèn. Rồi. Đỏ. Đỏ gì nữa? Hết rồi, đỏ lam. Đỏ lam trắng tắt đèn đỏ mà. Ờ mình chưa tắt đèn, mình tắt đèn đâu nhỉ? Đó. Đen là nào để bấm đen nhỉ? Không bấm được thao tác gì trên màn hình. Mình đang nghĩ đến việc là mình sẽ tắt điện ở đây đi. Nhưng mà cũng không tắt được các bạn ạ. Đen thì phải làm nào nhỉ? Bí rồi, bí rồi. Thử xem gợi ý em có không các bạn. Ừ. Ủa sao? Ở kênh 1 màn hình giám sát bấm theo thứ tự đỏ 1 lần, lam 2 lần, trắng 3 lần, đỏ 5 lần. À, tức là giống như cái đèn lúc nãy mà mình đọc được ý. Đúng không? Lần này mình làm lộn lại. Đúng không? Ừ thì biết là làm như thế rồi nhưng mà tại sao lại bấm như này nhỉ? Không có đen. Ờ em không biết nhỉ? Tại sao lại đen. Thôi đừng làm cho gợi ý. Không hiểu. Không hiểu đen là trên này gì? Nó có ghi mà đây này. Chính là cái này này nó cho mình xem. Mình nó cũng mình biết là dùng kiểu này rồi nhưng mà mình không biết bấm thì sao lại bấm như thế nhỉ? Nè. Thôi bấm đi. Đỏ 1. Lam 2. Trắng 3. Đỏ 5 lần. Rồi. Được rồi đấy, Tiểu Tuần đi rồi. Không biết cậu ta hiểu không nữa. Hay là làm giống theo thứ tự bên kia nhỉ? Đúng rồi, ơ, giống mà. Ờ, thế thì bấm. Nhưng đang không biết là tại sao lại là 4 đen bên là này, gì thôi. Bên này, nếu mà mình biết ở bên kia rồi thì lại dễ. Nhưng mà mình đang không hiểu bên này, mình thiếu một sự kiện gì đấy. Hay là mình Đào quên. Đào Mộ Yên đợi không lâu, màn hình giám sát bên cạnh sáng lên. Ám hiệu trừu tượng thế này cậu ta cũng hiểu được ấy. Rồi đấy. Đấy. Hết rồi. Bên này sáng rồi. Bên này sáng luôn. Ủa? Ha! Hip hop never die à? Những con hứa gỗ trên màn hình này tại sao lại có chữ? Có chữ là bởi vì cái chỗ cái gì ở cái phòng có máy may nó có chữ. Đấy, rồi, chú mình nhớ là đúng 4 chữ luôn. Nào. Nhớ số lượng là được rồi. Bây giờ là qua bên này, phòng máy may đây. Cái giá ở trên. Đây, anh đọc cái này đâu, từ đây. Anh đọc gì? Nãy anh đọc rồi đây, còn đọc 4 gì? Chữ này đúng không? Đây, em xem em thấy chưa? Mặt bốn con này trông cực ngu các bạn ạ. Chữ đấy đúng rồi. Chữ đúng rồi, đúng rồi. Ui anh ơi cái gì nó hét cái gì? Nó vậy? Hát đấy, giọng à, nó hát vang vọng à? Đấy, đấy bên dưới đấy, đấy. Còn cái này là dấu gạch ở giữa. Đấy, dấu gạch đây này. Đây à? Ừ, chính nó. Thôi nào. Cuối. Đúng. Sai rồi. Sai rồi. Sai rồi, anh sai rồi. Đúng rồi chứ. Đúng mà. Có cần thứ tự không nhỉ? Hay ngược phải qua trái nhỉ? Ừ hay là thế nhỉ? Hay là cái này nó ở đây. Cái này nó ở đây. Ủa đúng. Ui. Gió thổi lạnh toát hết cả người. Trong nhà có mật thất. Quả nhiên không bình thường. Sợ hát kịch lại dừng lại luôn. Ờ, một cái mật thất. Chính là tiếng hát ở trong này phát ra các bạn. Đúng.
Xem đứa nào hát. Đứa nào? Cổ dầu mà đây. Đó là gì? Không phải là dối gỗ đây chứ. Cổ dầu mà ấm đấy. Lại cái con hát này. Rồi. Cái con áo trắng, trắng hát đấy. Rồi xong. Ảo ma thôi. Hết luôn rồi. Lại biến mất rồi. Cứ thoát ẩn thoát hiện. Mình nhớ ra rồi. Hình như đó là đoạn khóc trong mộ Lương Trúc. Không biết cô ấy muốn biểu đạt cái điều gì. Không lẽ là có nợ uyên ương với Lương Thiếu Bình đấy chứ. Đúng rồi. Chúng sinh đều là con rối. Hình như nhìn thấy những thứ này trong sách của thôn Trang Linh quả nhiên có liên quan đến nơi quỷ quái đó. Nơi quỷ quái là nơi nào? Chúng sinh đều là con rối. Hình như là phải lễ. Chỗ này phải đặt cống phẩm cho hẳn đá mài và cái này. Rùi đục. Ủa, đúng luôn à? Rùi đục. Cúng rùi đục, cúng chỉ. Không, sai, chỉ là phải để lắp vào máy khâu. Thế là đúng đá mài thật các bạn. Đi ra xem máy khâu có điện chưa? Hay là máy khâu có điện rồi? Từ từ xem này. Ồ, trong khăn trùm đầu. Ok. Thế gì cơ? Không, cái bàn. Hết rồi mà hết, cái bàn anh chưa bấm. Hình như cái ghế cũng có hay sao á. Hộp bàn đã khóa. Cần phải có một chiếc chìa khóa. Nhớ là đây một chiếc chìa khóa này. Cái ghế. Trên ghế có một cái đầu mặt nạ. Đầu gỗ. Chưa hoàn thành. Khắc. Nhớ cái đoạn nó khắc mắt trước không? Khắc mắt trước mồm đây. Không? Đầu gỗ này còn thiếu một con mắt để mình khắc lên. Khắc lên luôn. Nhưng mà nó phải khắc mắt đấy. Sao bây giờ bạn ấy khắc mồm trước kinh nhỉ? Ồ, thế đấy mới sai. Sai nó sai mới thành rồi. Ấy đấy. Nhìn thằng này khắc xấu thế. Bạn này khắc xấu đấy. Đứa nào đấy? Rồi là chìa khóa. Mình nhé. Chê mình khắc xấu sao? Nhưng con dao khắc mình vẫn còn nó lấy luôn con dao. Dụng cụ tiện lợi. Thôi, dụng cụ rất tiện lợi của lấy mình. Lấy cái chìa khóa. Khóa này mở. À, mở cái bàn. Đúng rồi đây, chính nó đây. Cái bàn. Ôi. Chuyện ma. Chuyện ma các bạn. Nào đọc đi chuyện ma. Trời tối tăm âm dương xa cách. Nếu bạn từng đọc Thế Giới Giữa Âm Dương sẽ biết chúng tôi từng thảo luận về quá trình hồn ma tới cõi âm. Cuốn sách này là tác phẩm nối tiếp sẽ nói về việc hồn ma làm thế nào để về lại cõi dương. Nếu như bạn vẫn chưa đọc cuốn trước đó, tôi thực sự khuyên bạn nên xem. Hàng không nhiều đâu, muốn mua hãy nhanh tay lên. Quảng cáo bán hàng à? Rồi. Thích tưởng chuyện ma. Như mọi người đều biết, hồn ma mới chết sẽ dừng lại ở âm dương giới trong 7 ngày sau đó mới vào cõi âm. Rất ít người biết rằng cõi dương cũng không phải muốn tới thì là được tới. Hồn ma của cõi âm muốn đầu thai tới cõi dương cần phải tuân thủ quy tắc này. Ở âm dương giới 7 ngày mới có thể chuyển thành kiếp người. Tại nhà được cái tờ gì đây? Mật mã rồi. Giống như kiểu cái lúc nãy mình ở bên kia kìa, nhớ không? Cái chỗ đèn sáng đấy. Đúng, chụp. Rồi bây giờ đọc tiếp. Cầu giao phòng điều khiển rối gỗ trên lầu, mật mã là phía sau vẽ một dãy hình. Okay. Xem. Ngoài đầu thai ra, hồn ma cũng có thể vào âm dương giới để liên hệ với người sống ở cõi dương, nhưng rất là khó thành công. Nghe nói nếu như điện thoại không có kết nối mà đổ chuông, tức là người thân quan trọng ở cõi âm đang gọi bạn. Nếu như lúc này nghe điện thoại sẽ có thể nói chuyện được với người thân này. Còn về phương pháp này là và thác mộng cái nào hiệu quả hơn thì tôi không biết. Ai mà biết được. Rồi, trong đấy nó có đồ gì ấy? Hết. Trong này có một cái vật hình tay nắm. Kiên định bất khuất. Thật sự rất truyền cảm hứng. Một cái tay quay. Hết rồi các bạn ơi. À, bây giờ thử cúng cái này nào. Cúng cái tay quay nào. Sẽ cúng tay quay mà. Trùng một thế giới. Cái này không phải, cái này là cái ấy rồi. Rồi ok, hết các vật phẩm rồi. Hết rồi. Không cúng được cái gì nữa rồi, mang ra thôi. Máy may có điện nhá. Máy may này. Nó lắp chỉ vào. À nghĩa là mình phải cho cái vải kia vào à? Thế may, sợ chỉ cho lắp chỉ vào. Vẫn chưa có điện đâu ạ. Lắp chỉ vào đi. Có cả chỉ nữa. Ok. Đấy. Chưa có điện thôi, bây giờ cái nối điện này. Cái tay quay vào đây không cần rồi. Chưa điện ở đâu ta? Có tay quay dùng chỗ nào nhỉ? Chỗ nào mình bỏ qua mà chưa có tay quay đâu. Tay quay đây. Đây. Chính là con rối trên hình, vừa chê nó xấu. Đám rối gỗ này thật sự xấu hết chỗ nói. Đúng ok. Rồi. Đúng. Rối gỗ biểu diễn áp đâu biểu diễn. À từ. Biểu diễn đi, cho nó biểu diễn đi. Đấy. Không, nó biểu diễn cái gì mà? Biểu diễn nào đấy, biểu diễn đi. Đó, biểu diễn đâu? Ủa là sao? Có chín đây, chụp lại. Đâu phải đâu, anh đi ra, anh không hiểu gì cả. Anh đi ra. Bắt đầu đi, cho nó biểu diễn đi.
hình của nó đây nè, mình phải điều khiển cho nó bằng giống hình này nè. À thế ạ. Thế là bên này, tay bên này. Sai rồi, sai thua. Anh nghĩ là nó sẽ liên quan gì cái này. Thế nó cho mẫu làm gì? À, đây là cái làm để cho mình biết là cái tay của nó điều khiển bằng cái nút nào. Ừ. Thế thôi. Đây, dây nối đây. À, đây rồi, đấy, dây nối đây này. Kéo cái bàn tay này là phải dùng cái nút bên ngoài cùng. Ừ. Mình thiếu cái bàn tay chắc chắn luôn. Anh biết mà, tự nhiên nó cho cái đấy xấu hoắc để làm gì. Đầu tiên cho cái này, xong rồi, đó. Rồi, nốt cái kia đi, nốt cái bên tay kia. Đúng chưa? Đúng, nhưng mà không kịp giờ. Rồi nha, bắt đầu nha. Rồi. Đấy, đúng rồi, cái thứ hai nè. Cái thứ hai, giơ hai tay ra. Ai giời, hơi khó các bạn ạ. Rồi rồi, tập trung, mình vẫn chưa quen điều khiển. Một. Rồi, thẳng lên. Bên này là lên, xong gặp vào như này, ok. Tiếp. Bên này là hạ xuống, bên này lên. Bên này là thẳng. Rồi, đúng tiếp. Bên này là hai bên giơ lên. Lên. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ui, ui, thế này là môi xanh. Môi đâu là lưỡi mà. Lưỡi dài thế. Rồi cho mình cái mặt nạ. Mặt nạ vừa nhỏ vừa quái dị. Rối gỗ, dây mặt nạ ma. Thế rồi, thế thì là ai dạ. Mặt nạ ma nắp vào đâu? Cúng à, cúng à. Cái này để vật hình nắm tay. Ô cái này để làm gì nhỉ? Hay là đeo mặt nạ cho cầu tượng này. Cầu sao? Con này nó có mặt nạ. Ơ? Hờ, đúng luôn. Ủa? Sao vậy? Thôi bây giờ cúng nó không nhìn thấy à? Không được các bạn ạ. Hết rồi. Trong về này, phòng cũ nào? Về phòng cũ xem còn dữ kiện gì mà mình chưa dùng. Bàn. Đây, nắm tay. À, kéo búa bao. Thua nên là phải nhả ra cái roi ngựa. Ây giời, tự nhiên lại nghĩ ra. Trước đây có phải tôi từng cầm món đồ này không? Tôi chịu, cậu thắng rồi, nhưng roi ngựa bây giờ là của mình. À, của mình là của ai? Rồi bây giờ vào đây. Tờ giấy được xé được thông báo trên tường, cũng tức là mật mã cổ giao cần phải nghĩ cách gửi cho Tiểu Tuần. Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu, dùng màn hình giám sát tìm. Cái màn hình đấy. Đang kéo đàn, đang nhìn thấy cái đoạn kéo đàn đấy. Đoạn này. Cạn lời luôn. Mặc dù có thể biết rằng cậu ta đang giải đố, nhưng mà rất là nực cười. Trông cấu hề thật sự. Rồi. Đi rồi. Xem ra cậu ta giải được câu đố này rồi. Đi tới chỗ khác thôi. Không biết kênh giám sát khác có thể nhìn thấy cậu ấy không. À. Ý, ở đây có 6 cái tay của rối gỗ. Từ lúc nào vậy? Nếu như bật đèn lúc này. Lại phải bật đèn rồi các bạn ạ. Rồi xong. Nhớ vị trí bật đèn chưa? Ok. Chụp chưa? Rồi. Rồi. Bật đèn. Ánh đèn vừa hay có thể chiếu lên tay rối gỗ tạo ra bóng. Ừ. Nhưng tay rối gỗ khác không thích hợp, làm sao để Tiểu Thuần biết được. Nên đi sửa tay rối gỗ. À bây giờ là phải thông qua ở đây. Ok. Nào. Bây giờ làm sao nào? Ba đúng không? Hình như cậu ta hiểu hàm ý ánh đèn đang điều chỉnh tay của rối gỗ rồi, nhưng cậu ấy có thể hiểu được điều mình muốn biểu đạt không? Hình như rất là khó hiểu. Khó hiểu à? Bây giờ là ba. Từ từ. Ngón tay này là vị trí. Từ từ nha, bây giờ. Bây giờ này, anh hiểu, anh đừng nói anh đây, như thế. Ngón ba nó chỉ lên. Anh này. Hiểu rằng bây giờ bên kia Tiểu Tuần đang đổi cái rối gỗ. Bên này mình nhìn thấy nó đúng như cái tranh này thì mình bật đèn lên. Đúng rồi. Đó. Cái đầu tiên là con công. Con công à? Từ cái đầu tiên có 3 này, có số 3 này. Không, chưa. Đổi cái này lên đã. Ủa, cái đầu tiên chưa đổi kìa. Em để cái thứ 2 luôn nhé, để cái thứ 2 luôn được. Thứ 2 là được rồi đấy thầy. Cái thứ 3 này. Cái này nè. Đúng chưa? Đúng rồi. Thứ 3 đúng rồi. Bật đèn cái thứ 3 lên. Đúng rồi. Cái thứ 4 là con công. Cái thứ 5 giống cái thứ 3, bật đèn. Là cái thứ mấy? Cái thứ 5 đã bảo giống cái thứ 3, bật đèn rồi. Thế cái thứ 3 là cái này, nhìn nó đúng. Cái 1 đúng rồi. Cái thứ 5 bật lên. Còn cái thứ 3 là 1, 2, 3, thứ 4. Thứ 4 đúng rồi.
Ui từ từ em, đây này em phải nhìn. Rồi là thứ tư rồi, bật à. Rồi ok. Hình như bóng tay không giống trên tờ giấy lắm. Ừ, sai rồi. Thế thì nó sẽ sai cái số 6 này thôi. Đây, đúng không? Đâu, cái số 6 là cái số 6, cái số 6 sai đúng không? Đây đúng kìa. Không. Gợi ý tôi gửi đi bằng ánh đèn, cậu ấy đều hiểu. Thông tin đơn giản như vậy trên thực tế rất là dễ hiểu thành ý khác. Ok, thế là thành công rồi đúng không? Ờ đúng rồi, vì cậu ta thông minh. Bất quận là ai gợi ý chắc cậu ta hiểu được thôi. Rồi ok đấy. Ừ. Rồi được cái gì không? Không được gì, mình gợi ý cho bên kia thôi. Ờ, cứu bên kia. Đúng rồi, tương tác với nhau. Rồi xong. Còn dữ kiện gì nữa không? Còn cái roi ngựa, roi ngựa. Cúng cúng ông cúng, kia. Cúng ông kia, còn mỗi dữ kiện là bỏ cái đĩa rồi các bạn ạ, không còn cái gì nữa cả. Cúng cho ông cái roi ngựa nha. Đúng rồi. Ba đầu sáu tay à? Đâu. Sáu cánh tay. Chẳng khác nào với lục táng Bồ Tát mà thôn táng linh cung phụng. Mình có thể nói mình không hề cảm thấy bất ngờ không? Mặt kinh quá các bạn ơi. Đào Mộ Yên định giơ tay giật đầu rối gỗ xem bên trong có cơ quan gì không. Giật, giật đi, xem có gì. Ủa cái gì ấy? Phi tiêu à? À, xém chút nó đâm vào tay mình rồi, không cho động vào thì thôi. À, kim. Kim khâu. Kim, vậy lắp vào máy khâu. Được cái kim rồi các bạn ạ. Đứng xa tượng thần kỳ quái để ra một chút thì tốt hơn. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đúng rồi. Chúng sinh đều là con rối hả? Tôi không phải là con rối để ông điều khiển nha. À, lắp vào máy khâu nhưng vẫn chưa có điện. Ok. Mặc dù mình không biết máy vá nhưng mà khâu mũi tên chắc không thành vấn đề. Ok. Ô, có điện rồi à? Có điện lúc nào ấy? Đã có điện đâu. Có điện rồi. Ồ, có điện rồi à? À, ừ. Mình chỉ nhận ở cái lúc bàn tay đấy. Ờ, đúng không? Thì bên kia bấm rồi sửa điện cho mình. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Bắt đầu may thôi. À, không được may kim ra ngoài lề. À. Ok, thế thì bây giờ thì... Bắt đầu may. À, nó có mũi tên. Đúng rồi, à nó có mũi tên hai bên. Mũi tên. Có ấn nút A, ấn nút gì ấy? A và D, A và D nhá, A và D. A bên trái, D bên phải. Đảm bảo. Chưa may bao giờ nên các bạn thông cảm cho mình. Mình bắt chỉ cái may vá này. Sẽ may hình tròn đấy làm gì? Thích thì may thôi. Ngáo đã không biết may rồi lại còn thích tăng độ khó cho ghê mà. Đấy, từ từ. Rồi, các bạn yên tâm đi. Mình may đảm bảo sẽ rất đẹp. Xong. May quá đẹp. Tôi may một mũi tên. Chắc là có thể nhìn ra mũi tên là ra cái biển chỉ dẫn. Ừ, đúng rồi. Ừ, từ nhỏ đã làm việc này nên không có gì khó cả các bạn ạ. May vá là chuyện của con gái. Cô ta lại ngây người một mình, không có bạn bè à? Ai nói vậy? Hỏi chấm. Người tâm thần có vấn đề ai mà dám lại gần chứ? Ảo giác, không thèm nhìn. Rồi, ok. Rồi. Cho vào. Lại bỏ sai đi, xem. Cửa thoát hiểm, ok. Nó chỉ là cái cửa ấy. Đây là cửa thoát hiểm. Chỗ này một cánh cửa từ lúc nào vậy? Chuông điện thoại hình như vọng tới từ sau cửa. Ra thôi. Có một chiếc điện thoại. Dây điện thoại đứt rồi vậy mà vẫn kêu. Lẽ nào đây chính là điện thoại coi âm trong truyền thuyết. Nhưng mình không hề có bạn bè người thân gì ở bên đó. Người thân đời ông bà đã qua đời từ trước khi mình sinh ra rồi. Nghe luôn điện thoại. Alo. Alo chị Bồ Sổ. Alo. Alo. Alo anh chị... Bình Gôn đấy phải không ạ? Alo chị Duyên Hâm đấy phải không ạ? Tiểu Hồng sao? Tiểu Hồng là ai? À, giọng này là anh Lương Tiểu Bình đấy, anh Bình Gôn mà. Alo, anh Bình Gôn mà. Không phải anh Bình, Lương Tiểu Bình. Lương Thiếu Bình à? Anh Bình có gì nữa? Giọng này đích thực là giống hệt giọng nói của Lương Thiếu Bình nằm mơ thấy khi ở thôn Trang Linh. Nhưng anh ấy đã chuyển kiếp thành Tiểu Tuần rồi mà. Tiểu Hồng, em lại phải cẩn thận. Người đó không phải là anh. Ôi, thế thì đứa nào mới là vịt? Thế là Tiểu Tuần, không phải là Tiểu Tuần à? Tiểu Tuần là kiếp sau của Lương Thiếu Bình. Là sao? Tiểu Tuần sao là kiếp như sau vậy của chứ? Lương Thiếu Bình.
Nhưng vậy mà, là nhưng mà Tiểu Tuấn cậu ta là... Nhưng mà Lương Thiếu Bình gọi điện lại cho cô này bảo là đấy không phải là ừ anh. Thì đấy thì đang bảo là thế là Tiểu Tuấn là cái gì thì anh là hỏi vì... Là ma sói. Ai mà biết được, không phải là vì không phải ma sói mà là một người mà mình chưa biết là gì các bạn ạ. Ở trong nhiều chân này. Tiểu Tuấn đi cùng những con rối trường ba. Cực kỳ ảo giác, đó là kịch ảo giác các bạn ạ. Xong rồi các bạn ơi, vậy là sau một hồi tụi mình chơi khá là lâu thì đã hoàn thành xong 3 chương rất là dài. Ừ, đúng rồi. Đấy, với những cái gọi là tư duy đầu óc rất là mệt mỏi và hiện tại tụi mình chơi đã đến 12 giờ đêm rồi các nhưng bạn. Nhưng mà mình đánh giá là nó không quá khó các bạn ạ. Ừ. Phần chơi này có vẻ dễ hơn những phần chơi trước, cái phần đúng chơi rồi. Vừa sợ lần 4 nhỉ? Ừ. Phần 4 của à, quyền giấy ấy, nó còn hồi 3, hồi 4 xong rồi qua canh này, canh đúng kia rồi, nó còn phức tạp hơn các bạn. Ừ. Những cái này mình chỉ cần là khi nhớ những cái tình tiết mà mình nhìn thấy sau đó mình giải đố là ok. Đúng rồi. Đấy, nó cũng không khó lắm nhưng mà cũng hơi đau đầu vì mình bỏ lỡ một cái chi tiết nào thôi là các bạn sẽ phải tìm rất là lâu. Ừ. Đấy, nên là cố gắng đừng bỏ qua chi tiết nào khi chơi từ game này. Còn bây giờ chắc tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi vì chơi cũng mất khoảng 2-3 tiếng rồi. Và bye. Mình cũng mất hết giọng rồi và bây giờ là 12 giờ đêm, tụi mình cần phải đi nghỉ. Bye bye, hẹn gặp lại bạn mình sau. Nhớ lại thật nhiều nhá, tụi mình đã làm cái video này rất là lâu rồi đấy. Bye bye.